Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 244. Tiểu tháp trần chờ một lát rồi nói, tiểu chủ, người đừng không nói gì, hay là ta nói mấy câu nói thật người đã tức giận rồi. Nếu người tức giận, ta có thể coi như chưa nói gì. Diệp Huyên cười hỏi, tại sao ngươi lại sợ ta? Tiểu tháp khẽ thở dài, tuy tính cách của chủ nhân rất cực đoan, nhưng y hầu hết đều là chơi ngoài sáng. Người lại khác, người thì gài kẻ khác, và lại, còn chơi đủ kiểu thực ra, người cũng không kém. Mấy lời nói ban nãy, ta chỉ thuận miệng nói ra thôi, người đừng coi là thật. Ừ, ta cảm thấy hình như tiểu bút có gì muốn nói. Tiểu bút, nói mấy câu đi. Diệp Huyên. Tiểu bút nhàn nhạt nói, người đừng sợ, tiểu chủ nhà ngươi không phải loại người keo kiệt, sẽ không vì ngươi nói mấy câu nói thật mà khiến ngươi toi đời. Ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu tháp im lặng, nó vẫn giữ một sự nghi ngờ với nhân phẩm của Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, tiểu tháp, ngươi nói rất đúng. Sau này, ta mà có vấn đề gì, ngươi cứ nói thẳng. Tiểu tháp hỏi, tiểu chủ, con đường về sau ngươi tính đi thế nào? Diệp Huyên mỉm cười, đang định mở miệng thì thời không cách đó không xa trước mặt hắn bỗng nứt ra, một cô gái chậm rãi bước ra. Người đến chính là Thái Sơ Chăn. Thái Sơ Chăn cười chào hỏi, Diệp công tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên ngó Thái Sơ Chăn hỏi, Chăn cô nương có chuyện gì à? Thái Sơ Chăn gật đầu, muốn mời Diệp công tử đến Trường Sinh Giới một chuyến. Diệp Huyên cau mày, Trường Sinh Giới. Thái Sơ Chăn gật đầu, một buổi gặp mặt, đến lúc đó, hễ là những thế lực mạnh nhất trong những vũ trụ đã biết tên đều sẽ tới. Quá khứ tông chắc hẳn cũng sẽ đến. Mà giờ, thư viện quan huyên của Diệp công tử đã nổi tiếng khắp nơi, đương nhiên cũng có thể đến. Diệp Huyên khó hiểu, vì cái gì? Thái Sơ Chăn nhìn Diệp Huyên đáp, phân chia địa bàn. Diệp Huyên ngẩn người, sau đó hỏi lại, phân địa bàn. Thái Sơ Chăn khẽ gật đầu. Vũ trụ rất lớn, có vô số nơi chưa được biết đến. Nhưng cứ mỗi một năm đều xuất hiện một vài vũ trụ mới. Đương nhiên, vũ trụ mới được ai phát hiện sẽ thuộc về kẻ đó, song còn có một vài vũ trụ như tiểu quan của Diệp công tử. Loại đó thuộc về vũ trụ có linh khí sống lại và nó sẽ có sự tranh giành. Ngoài ra, nền văn minh của các vũ trụ cũng khác nhau, mọi người tụ tập lại ngoài việc phân chia địa bàn, còn trao đổi ý kiến, hiểu biết học tập lẫn nhau. Không những vậy, nếu đôi bên không có xung đột về lợi ích thì có thể thành lập liên minh trao đổi với nhau. Chẳng hạn như Diệp công tử, người mở thư viện, nếu có thể lực bằng lòng hợp tác với ngươi thì ngươi có thể xây dựng thư viện ở vũ trụ của họ. Song, điều này là rất khó, vì Diệp công tử tu là tín ngưỡng chi lực. Bình thường, họ sẽ không để cho Diệp công tử thành lập một loại tín ngưỡng trong địa bàn mình. Hơn nữa, Diệp công tử còn là ngoại trật tự. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, Chăn cô nương, ta có thể mở thư viện ở Thái Sơ tộc không? Thái Sơ Chăn chớp mắt, không đáp. Diệp Huyên cười nói, cùng có lợi. Thái Sơ Chăn lắc đầu cười, Diệp công tử, đây là một hành động chặt đứt đường con cháu nên ta sẽ không làm. Thư viện của Diệp Huyên trông như không tranh không giành, chỉ là một cái thư viện nhưng lại không phải. Thư viện kia còn đi theo con đường tín ngưỡng, dần ra, mọi người trong Thái Sơ giới sẽ tôn thờ thư viện, tôn thờ Diệp Huyên. Vậy Thái Sơ tộc còn phát triển cái mẹ gì nữa? Diệp Huyên cười, Chăn cô nương biết đại đạo thần kinh không? Thái Sơ Chăn gật đầu, biết. Nàng ta nói xong híp mắt lại hỏi, Diệp công tử định dùng nó để trao đổi với ta à? Diệp Huyên gật đầu. Thái Sơ Chăn lắc đầu, có lợi cho một mình ta, song lại có hại với toàn tộc thì ta sẽ không làm. Diệp Huyên nói, đại đạo thần kinh có hai bộ, ta có thể cho Chăn cô nương cả hai bộ luôn. Thái Sơ Chăn im lặng một lát mới liếc Diệp Huyên nói, Diệp công tử không thể nào không giữ lại phòng hờ được nên nếu ta không đoán sai thì đại đạo thần kinh thực tế có ba bộ, đúng không? Diệp Huyên im lặng. Mẹ! Sao người phụ nữ này lại thông minh vậy nhỉ? Thái Sơ Chăn cười, Diệp công tử, ta sẽ không cho phép ngươi xây dựng thư viện ở Thái Sơ tộc, vì nó rất có thể sẽ gây bất lợi cho tộc ta trong tương lai. Có điều, chúng ta có thể đổi cách khác để hợp tác. Diệp Huyên hơi tò mò hỏi, cách gì? Thái Sơ Chăn chớp mắt nói, người đừng lừa ta, chúng ta có thể hợp tác đi lừa người khác. Diệp Huyên. Diệp Huyên cạn lời. Phải nói là hắn thật sự không bực nổi cái cô nàng Thái Sơ Chăn này.
Người phụ nữ này hoàn toàn không dễ lừa chút nào. Thái Sơ Chân lại hỏi, người có ba bộ đại đạo thần kinh thật à? Diệp Huyên gật đầu, thật. Thái Sơ Chân im lặng một lát rồi hỏi, người biết nó quý giá như thế nào không vậy? Diệp Huyên lắc đầu. Thái Sơ Chân ngán ngẩm lắc đầu, người đúng là kẻ no không biết cái khổ của kẻ đói. Đại đạo thần kinh kia có thể nói là phương pháp tu luyện cao cấp nhất trong những vũ trụ đã biết. Đặc biệt là nó còn là khắc tinh của vô số cao thủ. Tông chủ quá khứ tông mạnh như vậy, có một nguyên nhân lớn là do nó. Mà nàng ta chỉ có bộ một, còn ngươi lại có ba bộ. Nàng ta nói xong lại liếc Diệp Huyên, khi ngươi nói muốn trao đổi với ta, nói thật, ta cũng rất muốn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, Chân cô nương, sao ánh mắt cô không nhìn xa một chút? Rộng lớn một chút. Thái Sơ Chân cười, ngươi đừng có lừa dối ta. Gia nhập thư viện quan huyên của ngươi, có lẽ mai sau sẽ có sân chơi lớn hơn. Nhưng, khi đó Thái Sơ tộc còn là Thái Sơ tộc sao? Không, lúc ấy, e rằng nó đã chỉ là một chi nhánh của thư viện ngươi. Đánh mất chủ quyền thì Thái Sơ tộc sẽ không còn là Thái Sơ tộc nữa. Diệp Huyên im lặng. Thái Sơ Chân lại hỏi, ngươi không định dùng vũ lực đó chứ? Nói thật, nàng ta đúng là có hơi sợ Diệp Huyên sẽ dùng vũ lực bắt ép mình. Nếu tên đó mà dùng vũ lực thì đạo môn cũng phải quỳ xuống. Diệp Huyên lắc đầu, sẽ không. Thái Sơ Chân gật đầu, vậy là tốt rồi. Tuy ta sẽ không để ngươi mở thư viện ở Thái Sơ giới, nhưng ta có thể cho người trong tộc đến đó học, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyên cười đáp, được thôi. Thái Sơ Chân cũng cười, bất cứ thế lực nào cũng có thể tham gia vào thư viện của ngươi hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Dù là người của quá khứ tông, cũng có thể. Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên nói, người định biến thư viện quan huyên trở thành một thế lực siêu nhiên. Diệp Huyên lại cười nói, Chân cô nương, một ngày nào đó trong tương lai, thư viện quan huyên chắc chắn sẽ xây dựng thư viện ở Thái Sơ giới. Bởi vì, ta tin rằng, sau này nó sẽ ngày càng phát triển. Chỉ cần thư viện quan huyên bỏ xa các cô thì mai sau, chính các cô sẽ chủ động muốn gia nhập, chứ không phải ta đi cầu cạnh các cô gia nhập. Thái Sơ Chân im lặng. Diệp Huyên lại nói, chẳng hạn như, nếu ta để đại đạo thần kinh ở thư viện, hễ là những đệ tử xuất sắc đều có thể học nó. Cô nói xem, Thái Sơ tộc cô có hứng thú không? Thái Sơ Chân ngó Diệp Huyên hỏi, người định làm thế thật à? Diệp Huyên chớp mắt nói, vì sao ta không thể làm thế? Thái Sơ Chân im lặng một lát mới khẽ thở dài nói, ta đã xem nhẹ Diệp công tử rồi. Diệp Huyên cười, Chân cô nương, cô là một người vô cùng xuất sắc, ta rất mong đợi có thể có cơ hội hợp tác với cô. Thái Sơ Chân cười nói, chắc chắn rồi. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta đi trường sinh giới thôi. Thái Sơ Chân gật đầu, được. Nàng ta nói xong, xoay người vỗ tay một cái. Thời không trước mặt bỗng xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ, thoáng chốc đã có một con tàu chậm rãi bay ra. Thái Sơ Chân cười nói, nơi này cách trường sinh giới quá xa, nên chúng ta sẽ dùng con tàu này. Diệp Huyên tò mò hỏi, với thực lực của cô cũng rất xa ư. Thái Sơ Chân gật đầu, nếu vượt thời không thì e rằng dù là ta cũng mất một năm. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể dùng tàu để vượt qua thời không. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, Chân cô nương có thể cho ta tọa độ không? Thái Sơ Chân chớp chớp mắt, Diệp công tử có biện pháp đặc biệt nào có thể nhanh chóng đi đến trường sinh giới hả? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Thái Sơ Chân bỗng đi đến trước mặt Diệp Huyên, vươn tay nhấn lên trán hắn. Thoáng chốc, trong đầu Diệp Huyên đã xuất hiện một thế giới xa lạ. Một lát sau, Thái Sơ Chân mới rút ngón tay như ngọc về. Diệp Huyên mở mắt ra nói, Chân cô nương, đắc tội rồi. Hắn nói xong bèn nắm lấy tay phải của Thái Sơ Chân, sau đó hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Vèo. Trong thời không vô tận, kiếm quang dùng một tốc độ vô cùng khủng bố bay đi, nơi đi qua, không một chút trở ngại. Thái Sơ Chân quay đầu nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên với ánh mắt đầy tò mò và kinh ngạc. Đúng lúc này, một sức mạnh thần bí bỗng ập đến trước mặt hai người. Cùng lúc đó, một giọng nói khủng bố chợt vang lên trong thời không, làm càn, kẻ nào dám tự ý vượt qua thời không. Diệp Huyên nghe vậy cau mày.
Thái Sơ Chăn trầm giọng nói, đây là thời không chi thần của đạo môn, mau dừng lại, không thì chúng ta sẽ gặp rắc rối. Song đúng lúc này, lại truyền đến giọng nói của thời không chi thần, Á Đủ. Diệp Thiếu, hóa ra là Diệp Thiếu, xin lỗi Diệp Thiếu mời cậu. Vừa dứt lời, sức mạnh khủng bố kia lập tức như thủy triều rút đi, y như chưa bao giờ xuất hiện. Thái Sơ Chăn ngây người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên. Hắn chỉ cười, không nói gì. Thái Sơ Chăn im lặng một lát rồi khen, lợi hại. Lúc này, ở một nơi nào đó trong hư không, một người đàn ông trung niên đang toát mồ hôi hột đầy mặt. Người này chính là thời không chi thần. Giờ phút này, ông ta thật sự là nghĩ mà sợ. Trời ơi! Ban nãy thế mà lại gặp phải Kháo Sơn Vương. Ông ta đương nhiên biết Kháo Sơn Vương. Lúc trước, vũ trụ tinh không thần đã bị muội muội của tên kia chém chết chỉ với một kiếm. Hơn nữa, một kiếm kia còn trực tiếp hủy diệt 200 vạn vũ trụ. Sau trận chiến ấy, Diệp Huyên coi như hoàn toàn nổi tiếng trong đạo môn. Không thể chọc vào Kháo Sơn Vương. Đây là luật lệ đứng đầu hiện nay của đạo môn. Mà ban nãy, ông ta không ngờ mình lại gặp được Diệp Huyên, suýt nữa thì toi rồi. Suýt nữa thì thời không chi thần ông ta đã biến mất khỏi trên thế giới này rồi. Đáng sợ. Thời không chi thần nhìn ngó xung quanh, sau đó xoay người biến mất. Chạy lẹ. Ở một nơi nào đó trong thời không, hư không bỗng dập dờn như sóng gợn. Thoáng chốc, đã có hai người bước ra. Họ chính là Diệp Huyên và Thái Sơ Chăn. Sau khi đi ra, Diệp Huyên cảm thấy vô cùng choáng. Lần này, xuyên qua khá là lâu, may mà thực lực của hắn đã mạnh hơn trước rất nhiều. Không thì cơ thể và thần hy ồn đã không chịu nổi rồi. Bấy giờ, Thái Sơ Chăn bên cạnh bỗng cười nói, kiếm của ngươi, lợi hại thật. Diệp Huyên ngó Thái Sơ Chăn cười đáp, muội muội của ta tạo ra đó. Thái Sơ Chăn chớp chớp mắt hỏi, là cô nương váy trắng kia à? Diệp Huyên gật đầu. Thái Sơ Chăn khẽ gật đầu, hèn chi. Diệp Huyên cười hỏi, Thái Sơ Chăn cô nương, giờ chúng ta đã đến trường sinh giới chưa? Thái Sơ Chăn nhìn thoáng qua xung quanh rồi đáp, giờ đang ở trường sinh giới rồi. Nàng ta nói xong bèn chỉ vào đằng xa bảo, bên kia là trường sinh thành, ta quen với thành chủ nên chúng ta đến đó ở tạm một thời gian đi. Diệp Huyên gật đầu, cô sắp xếp đi. Thái Sơ Chăn cười rồi dẫn Diệp Huyên đi về phía xa. Một lát sau, cả hai đã đi vào trong trường sinh thành. Diệp Huyên đánh giá nó một lượt mới nói, thật cổ kính. Thái Sơ Chăn cười nói, đương nhiên rồi, phải biết rằng nơi này đã có mấy trăm triệu năm lịch sử rồi đó. Mấy trăm triệu? Diệp Huyên có hơi kinh ngạc. Thái Sơ Chăn gật đầu, trường sinh thành đúng là có mấy trăm triệu năm lịch sử. Mà Lý gia lại là một gia tộc lớn cực kỳ lâu đời ở đây. Bọn họ rất ít người và hầu như không đi ra khỏi trường sinh giới. Nhưng, thực lực của họ lại chẳng ai dám xem nhẹ. Diệp Huyên khẽ hỏi, trong mảnh vũ trụ này, có rất nhiều thế lực thần bí và xa xưa đúng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thái Sơ Chăn cười đáp, đúng vậy. Khi nói chuyện, cả hai đã tiến vào trong thành, vừa bước vào. Đã có một cô gái bước tới từ đằng xa. Nàng ta mặc một chiếc váy màu tím nhạt, tóc xõa ngang lưng, dáng người cao ráo trông cực kỳ xinh đẹp. Cô gái đi đến trước mặt hai người, cười chào hỏi, Tiểu Chăn, không ngờ cô lại đến nhanh như vậy. Thái Sơ Chăn cũng cười chào hỏi, Bán Chi, lâu rồi không gặp. Cô gái cười bảo, đúng thế, cách lần trước đã có mấy trăm năm rồi. Nàng ta nói xong, lắc đầu cười, may mà. Không có cảnh còn người mất. Thái Sơ Chăn cười, sau đó nói, giới thiệu với cô, bên cạnh ta là Diệp Công Tử, Diệp Huyên, viện trưởng của Thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên. Cô gái nghe vậy thì hơi giật mình, nhìn Diệp Huyên cười chào hỏi, hóa ra ngươi chính là Diệp Công Tử Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, cô nương biết ta. Cô gái cười đáp, đương nhiên rồi. Diệp Huyên nhìn về phía Thái Sơ Chăn. Nàng ta cười bảo, nói đến chuyện trong vũ trụ, hễ là thế lực nào có chút thực lực đều biết. Diệp Huyên lắc đầu cười. Cô gái đánh giá Diệp Huyên một lượt rồi cười nói, Diệp công tử quả nhiên không giống người thường. Diệp Huyên cười bảo, làm phiền rồi. Nàng ta cười nói gì vậy,
nếu Diệp công tử là bạn của Trăn cô nương, vậy cũng là bạn của Lý Bán Chi ta. Đã là bạn thì đừng khách sáo. Diệp Huyên cười, được rồi. Lý Bán Chi cười bảo, hai vị, mời đi theo ta. Nàng ta nói xong bèn xoay người đi về phía trước. Diệp Huyên và Thái Sơ Chăn lập tức theo sau. Lý Bán Chi bỗng nói, Diệp công tử, tổ tiên ta cũng từng là một vị kiếm tu. Ông ấy có để lại một bộ kiếm phổ, tiếc là sau ông ấy, Lý gia ta chưa có ai là kiếm tu cả. Thế nên, bộ kiếm phổ kia vẫn bị đóng bụi. Nàng ta nói đến đây bèn dừng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên, cười bảo, Diệp công tử cũng là kiếm tu, không biết ngươi có hứng thú không? Nếu có, ta có thể tặng nó cho ngươi. Thái Sơ Chăn bên cạnh cũng cười nói, tổ tiên của Bán Chi chính là cao thủ đỉnh cấp phía trên thiên chi cảnh đó. Lý Bán Chi nghe vậy ngó Thái Sơ Chăn, cười. Người thông minh luôn biết nên nói cái gì vào lúc nào. Nếu do nàng ta nói tổ tiên mình là cao thủ phía trên thiên chi cảnh, khó tránh khỏi sẽ có ý khoe khoang. Nếu không nói, lại sợ Diệp Huyên xem nhẹ, nhưng để Thái Sơ Chăn nói, vậy hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề này. Diệp Huyên cười bảo, đương nhiên là có hứng thú, chỉ là, không công cũng không dám nhận. Lý Bán Chi lắc đầu cười, chỉ là một bộ kiếm phổ mà thôi. Diệp công tử yên tâm, đây không phải ơn tình gì, chỉ muốn tặng kiếm tốt cho anh tài thôi. Diệp công tử cứ yên tâm. Nàng ta nói xong, sải bước biến mất ở đằng xa. Diệp Huyên ngó bóng lưng của Lý Bán Chi cười nói, tiểu Trăn cô nương, người bạn này của cô cũng nhiệt tình quá. Thái Sơ Chăn cười bảo, nếu Diệp công tử không có một vị muội muội vô địch thì có lẽ nàng ta sẽ không nhiệt tình như vậy đâu. Diệp Huyên câm nín một lúc mới hỏi, cô vẫn luôn nói chuyện như vậy hả? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thái Sơ Chăn khẽ cười, không nói gì thêm. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chăn, lắc đầu rồi cũng cười. Cô gái này đúng là tinh tường. Mới đầu, đối phương nhắc nhở bản thân kiếm phổ kia rất quý báu là vì để có được ân tình của Lý Bán Chi này, mà bây giờ, đối phương lại lên tiếng nói thẳng là vì muốn có ân tình của bản thân hắn. Mọi việc suôn sẻ. Lúc này, hắn bỗng cảm thấy, đây mới là kiểu thông minh mà đại tộc nên có. Mấy người trước kia, đều là kiểu gì vậy chứ? Càng sống càng thụt lùi. Không lâu sau, Diệp Huyên và Thái Sơ Chăn cùng với Lý Bán Chi đến một viện nhỏ, viện rất đơn giản, có một bàn gỗ, trên bàn có những cuốn sách cổ cơ bản. Lý Bán Chi nhìn hai người, cười nói, đây là mà bình thường ta rất thích lui tới, mọi người đều là người mình cả, cứ thoải mái ngồi. Thái Sơ Chăn khẽ cười, sau đó ngồi xuống bên cạnh, cười nói, Bán Chi, lần phân địa bàn này, mọi người có tham gia không? Lý Bán Chi lắc đầu, không tham gia. Thái Sơ Chăn khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Mà lúc này, Lý Bán Chi bỗng cười nói, nhưng, nếu Diệp công tử muốn tham gì, thì Lý gia ta có thể giúp Diệp công tử. Thái Sơ Chăn nhìn Lý Bán Chi, chỉ im lặng. Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, ta muốn xây dựng mối quan hệ với Diệp công tử lộ liễu như vậy, có khiến ngươi phản cảm không? Diệp Huyên cười nói, Bán Chi cô nương, phản cảm thì không đâu, chỉ là, ta có tài đức gì có thể khiến Bán Chi cô nương xem trọng vậy chứ? Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, người chớ có coi nhẹ mình như vậy. Nói rồi, lúc này, một cô gái thanh tú đi đến, trong tay cô gái còn cầm thêm một cuốn sách cổ dày nặng. Lý Bán Chi đưa cuốn sách cổ đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói, đây là kiếm điển do tổ tiên để lại năm đó, Diệp công tử có thể xem. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy ta không khách sáo nữa. Nói rồi, hắn mở kiếm điển ra, vừa mở, một vùng kiếm quang lập tức xuyên qua trán hắn, chớp mắt, vô số tin tức xuyên vào đầu hắn. Ngự kiếm thần quyết. Trong bộ kiếm điển này, tổng cộng có một bộ tu luyện tâm pháp, ba bộ phi kiếm thần kỹ. Không thể không nói, Diệp Huyên có chút kinh ngạc. Hai bộ phi kiếm thần kỹ, bộ thứ nhất là người và kiếm hợp nhất, dùng thân làm phi kiếm, người siêu việt và thân kiếm tới cực hạn, đạt đến mức người kiếm hợp nhất. Bộ này, hắn cũng không cần tu luyện nữa, bởi vì từ trước đó rất lâu hắn đã có thể làm được rồi. Chủ yếu là bộ thứ hai. Mượn kiếm. Mượn kiếm từ tinh không vũ trụ, đây là kỹ năng đặc thù chỉ có thiên chi cảnh. Thiên chi cảnh có thể mượn thế từ tinh không vũ trụ chư thiên vạn giới,
mà tổ tiên Lý gia là mượn thế của tinh không vũ trụ dung nhập vào trong kiếm của mình, một kiếm có thế của cả trăm vạn tinh không vũ trụ. Trước kia, vị tổ tiên Lý gia này đã dựa vào một kiếm này mà chém chết ba vị thiên chi cảnh. Ngay lúc này, Thái Sở Chân bỗng nói, Diệp công tử, ta có thể xem không? Diệp Huyên chợt ngây người, sau đó nhìn Lý Bán Chi, Lý Bán Chi cười nói, bây giờ nó đã là của Diệp công tử rồi. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó đưa kiếm điển cho Thái Sơ Chân. Thái Sơ Chân xem một lúc rồi nói, Bán Chi, ta nói thật, ngươi sẽ không giận chứ? Lý Bán Chi cười nói, không đâu. Thái Sơ Chân lắc đầu, Bán Chi, ngươi quá coi thường người phía sau Diệp công tử rồi, cũng coi thường cả Diệp công tử rồi. Bán Chi chớp mắt, sao lại nói vậy? Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, cười nói, bản thân ngươi nghĩ thế nào? Nói thật đi. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, bình thường. Thái Sơ Chân cười nói, thân là thiên chi cảnh, kiếm kỹ này chắc chắn cao hơn cao thủ bình thường, một kiếm này chém xuống, diệt gọn ba vị thiên chi cảnh bình thường, chắc chắn không phải chuyện khó. Nhưng, đối với Diệp công tử mà nó, kiếm kỹ này, ta thấy có lẽ Diệp công tử cũng không xem trọng, đúng chứ? Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, Chân cô nương, kiếm kỹ này, vẫn có rất nhiều chỗ để ta học hỏi. Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, biết võ kỹ nào là kinh khủng nhất không? Không đợi Diệp Huyên lên tiếng, Thái Sơ Chân lại nói, võ thánh kỹ. Diệp Huyên nhíu mày, võ thánh kỹ. Thái Sơ Chân cười nói, cũng là mượn thế của tinh không vũ trụ, nhưng khác nhau ở chỗ, thánh võ kỹ mượn thế của tinh không vũ trụ không cần thông qua sự đồng ý của vũ trụ tinh không thần. Nếu như bình thường, cao thủ thiên chi cảnh tu luyện võ kỹ thần thông thì cần phải trải qua sự đồng ý của vũ trụ tinh không thần của đạo môn, nếu tinh không thần không đồng ý thì ngay cả cõng lông, người cũng không mượn được. Vì vậy, dưới tình huống bình thường, phàm là cao thủ đạt đến thiên chi cảnh, thì đều phải đến đạo môn báo cáo. Người có thể đánh nhau, có thể mượn thế tinh không vũ trụ, nhưng tiền đề phải được đạo môn ta cho phép. Cái này thì có chút giống với báo cáo dưới nhân gian. Nói rồi, nàng ta khẽ cười, rồi nói tiếp, đây là cao thủ thiên chi cảnh hợp pháp mà đạo môn chấp thuận, nhưng còn có một loại cao thủ thiên chi cảnh khác, bọn họ mượn thế của tinh không vũ trụ, không cần qua sự đồng ý của đạo môn, bọn họ được gọi là thiên chi thánh cảnh, đương nhiên cao thủ như vậy rất ít, trong trăm vạn cao thủ thiên chi cảnh, e là có chưa đến 10 người. Mà võ kỹ bọn họ sử dụng, thường được gọi là thánh võ kỹ, một thánh võ kỹ đủ khiến vô số thế lực đỉnh cao điên cuồng. Bởi vì trước kia sở dĩ xuất hiện thiên chi thánh cảnh, chính là vì thánh võ kỹ. Thánh võ kỹ không phải do cao thủ thiên chi thánh cảnh sáng lập, mà là sau khi thiên chi cảnh sở hữu thánh võ kỹ, thì bọn họ mới trở thành thiên chi thánh cảnh. Lý Bán Chi ở bên cạnh uống một ngụm trà, không nói gì. Sao nàng ta không hiểu ý của Thái Sơ Chân chứ? Thái Sơ Chân đang nhắc nhở nàng ta, muốn dùng một môn kiếm kỹ bình thường lôi kéo Diệp Huyên là không được. Người sau lưng Diệp Huyên có thể chém tinh không vũ trụ, không phải nghi ngờ, cấp bậc này thấp nhất cũng là cao thủ thiên chi thánh cảnh, cũng có nghĩa là, chắc chắn Diệp Huyên sở hữu thánh võ kỹ. Chỉ là, Diệp Huyên không biết mà thôi. Thái Sơ Chân đang nhắc nhở nàng ta, cũng đang nhắc nhở Diệp Huyên. Diệp Huyên cười nói, Chân tử cô nương, ngươi là thiên chi thánh cảnh sao? Thái Sơ Chân lắc đầu, không phải. Diệp Huyên chợt ngây người. Sau đó nói, không phải. Thái Sơ Chân lắc đầu, nhưng, sau này tỷ tỷ ta thì chắc chắn. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thái Sơ Chân cười nói, nàng ấy là Thái Sơ thần thể, một khi hoàn toàn trưởng thành, thì thể chất nàng ấy chính là võ kỹ mạnh nhất. Phải biết rằng, năm đó tổ tiên ta cũng là Thái Sơ thần thông, mà năm đó tổ tiên ta từng là thiên chi cảnh. Vì vậy, một khi tỷ tỷ ta hoàn toàn thức tỉnh thể chất, ngay cả ta cũng bị nàng ta đánh chết rồi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, thực lực tỷ tỷ ngươi có lẽ mạnh hơn ngươi, nhưng, năng lực quản lý của nàng ta không mạnh như ngươi, tỷ muội hai người nếu liên hợp, ta tin chắc, Thái Sơ tộc nhất định sẽ càng lớn mạnh trong tay hai người. Thái Sơ Chân cười nói, ban đầu ta đã từng giết nàng ta, vì vậy, ngươi nghĩ nàng ta sẽ tha cho ta sao? Diệp Huyên im lặng. Thái Sơ Chân lắc đầu, trong một gia tộc, xuất hiện một thiên tài siêu cấp chính là một chuyện tốt. Nhưng nếu đồng thời xuất hiện hai thiên tài, vậy không phải chuyện gì tốt lành rồi. Mà gia chủ đời trước của Thái Sơ tộc ta lại không có năng lực quản lý và ràng buộc, vì vậy đã tạo thành thế cục như bây giờ. Hơn nữa,
Tương lai một khi ta và tỷ tỷ ta tranh chấp, Thái Sơ tộc có khả năng sẽ bị đánh tan. Bởi vì với tình hình trước mắt mà nói, tỷ tỷ ta chắc chắn sẽ không thừa nhận gia tộc, vì vậy, một khi nàng ta ra tay chắc chắn sẽ đánh cả ta và Thái Sơ tộc. Mà thời cơ tốt nhất để ta giết nàng ta, là lúc đầu khi mới gặp nàng ta, đáng tiếc, lúc đó nàng ta lại đang ở cùng Diệp công tử, ta lại không thể giết nàng ta. Nói rồi, nàng ta lẳng lặng nhìn Diệp Huyên, sau này nếu ta bị giết chết, Diệp công tử cũng có trách nhiệm đấy. Diệp Huyên cạn lời. Lý Bán Chi ở bên cạnh bỗng cười nói, chúng ta đổi chủ đề đi. Diệp công tử, rất xin lỗi, kiếm điển này, khiến người cười chê rồi. Diệp Huyên lắc đầu khẽ cười, nào có chứ, kiếm điển này giúp ta được rất nhiều. Lý Bán Chi khẽ cười, sau đó nói, vậy tốt rồi. Nói rồi, nàng ta nhìn bầu trời, sau đó nói, hai vị, vẫn còn bạn bè đến nữa. Ta đi tiếp một lát, các người cứ nói chuyện đi. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi rời đi ở phía xa, sau đó nói, Chân tử cô nương, lúc trước cô nói Lý gia không tham gia tranh chấp với bất kỳ thế giới nào. Thái Sơ Chân gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ nói, bọn họ đang có âm mưu lớn hơn sao? Thái Sơ Chân khẽ nhếch miệng, không thể không nói, Diệp công tử là người thông minh, ta thích qua lại với người thông minh như ngươi đấy. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, bọn họ đang có âm mưu gì? Thái Sơ Chân chớp mắt, nhân mạch. Diệp Huyên nhíu mày. Thái Sơ Chân cười nói, trước tiên, bọn họ chỉ ở trường sinh giới, không tranh chấp với thế lực bên ngoài, vì vậy, bọn họ không hề có mâu thuẫn với bất kỳ thế lực nào. Đừng thấy bọn họ không tranh lợi với thế bên ngoài, thực ra, sức ảnh hưởng của bọn họ không hề yếu kém so với bất cứ thế lực nào khác. Bởi vì bất kỳ thế lực nào cũng đều nể mặt họ. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thái Sơ Chân cười nói, bởi vì mỗi lần tụ hội, đều sẽ làm ở trường sinh giới, mà bọn họ là đông đạo chủ của trường sinh giới. Nói rồi, nàng ta nâng chén trà uống một ngụm, sau đó nói, cứ lấy ví dụ, nếu ta muốn tiêu diệt một thế lực, ở trường sinh giới chắc chắn là một cơ hội rất tốt, bởi vì người đến tham gia tụ hội mỗi năm đều không thể dẫn theo quá nhiều cao thủ, nếu ta đến nơi này trước mai phục thì sao? Diệp Huyên im lặng. Thái Sơ Chân cười nói, mỗi năm chia địa bàn, đều không hoàn thuận như vậy, đương nhiên, cũng rất ít người ra tay quá tàn nhẫn. Nhưng nếu đánh mạnh tay thì sao? Ngoài ra, Lý gia còn có người chức vị cao trong đạo môn, cũng chỉ bởi vì nguyên do này, mà địa vị Lý gia khá cao, mà bọn họ cũng lợi dụng điểm này mà mưu lợi khắp nơi. Ví dụ, Lý gia tính không tranh địa bàn, nhưng sẽ tuyển người và làm ăn với các thế lực vũ trụ. Người có thể vẫn chưa biết, chuyện làm ăn của Lý gia, cực kỳ lớn. Chư thiên vạn giới trong vũ trụ, đều có sản nghiệp bọn họ. Với tình hình trước mặt mà nói, chuyện làm ăn của bọn họ còn lớn hơn mấy lần tiên bảo các vũ trụ quan huyên ngươi, đương nhiên, tương lai chắc chắn bọn họ không so được với tiên bảo các vũ trụ quan huyên ngươi. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Thái Sơ Chân cười nói, tần quan cô nương kia của ngươi rất biết cách làm ăn. Kiểu làm ăn của nàng ta quá tiến bộ, vượt xa Lý gia, chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhưng, nàng ta trưởng thành theo thư viện quan huyên của ngươi. Ngươi làm lớn, nàng ta mới có thể làm lớn. Nếu không, nàng ta rất khó đi ra khỏi vũ trụ quan huyên. Bởi vì một khi nàng ta bước ra, rất có khả năng sẽ bị Lý gia chèn ép. Nói rồi, nàng ta khẽ cười nói, thật ra, các người và Lý gia là đối thủ tranh chấp. Sớm muộn cũng xảy ra mâu thuẫn. Diệp Huyên cười nói, vậy bọn họ còn lôi kéo ta. Thái Sơ Chân khẽ cười, Diệp công tử, nhiều lúc, người rất thông minh, nhưng, có lúc lại giống kẻ ngốc vậy. Người thật sự nghĩ rằng nàng ta đang lôi kéo ngươi xa. Nếu nàng ta thật sự muốn lôi kéo ngươi, thì lúc này đã lấy ra nửa bộ thánh võ kỹ rồi. Chứ không phải loại vớ vẩn như kiếm điển kia. Từ đầu cho tới giờ, nàng ta chỉ là đang thăm dò ngươi thôi, mà kết quả chính là, nàng ta thăm dò ra được thực lực ngươi, không thể nói là toàn bộ, chỉ là nàng ta đã hiểu được đại khái. Ví dụ, sau lưng ngươi chắc chắn là cao thủ thiên chi thánh cảnh có võ thánh kỹ. Hơn nữa, ngươi còn có ý định mở rộng mà. Nói rồi, nàng ta lại uống ngụm trà, rồi nói, ngươi cứ chờ xem, không lâu nữa, rắc rối của ngươi sẽ đến. Hơn nữa, vẻ ngoài trông không hề liên quan đến Lý gia, thậm chí có khả năng nàng ta sẽ xuất hiện làm người tốt.
Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chân, tại sao ngươi lại nói với ta? Thái Sơ Chân bỏ chén trà xuống rồi cười nói, ngốc nghếch, nàng ta và ngươi có tranh chấp quyền lợi, ta thì không. Diệp Huyên cười nói, không, ngươi và ta có, hơn nữa còn lớn hơn so với bọn họ. Thái Sơ Chân cười nói, tỷ tỷ ta. Diệp Huyên gật đầu. Thái Sơ Chân lắc đầu cười, Diệp công tử, ngươi nghĩ ta đơn giản quá rồi. Diệp Huyên, nhìn Thái Sơ Chân trước mặt, Diệp Huyên khẽ cười, không thể không nói, cô gái trước mắt rất thú vị. Nếu mời gọi đối phương đến thư viện, chắc chắn sẽ rất có lợi cho sự phát triển của thư viện. Thư viện thật sự quá thiếu nhân tài. Đáng tiếc, trước mắt mà nói, Thái Sơ Chân này nhất định sẽ không đến thư viện quan huyên, bởi vì trong lòng đối phương, Thái Sơ tộc đứng đầu. Lúc này, Thái Sơ Chân bỗng cười nói, Diệp công tử, ta hỏi một vấn đề. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chân, vấn đề gì? Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, cười nói, hiện tại rốt cuộc thực lực ngươi là gì? Thực lực? Thật ra, đây mới là chuyện nàng ta hiếu kỳ nhất, bởi vì hiện tại Diệp Huyên chính là trật tự cảnh, nhưng Diệp Huyên là ngoại trật tự, thế nhưng nàng ta cũng không biết sức chiến đấu của Diệp Huyên có thể đến trình độ nào. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, không biết. Hắn không nói dối. Hiện tại hắn cũng không biết sức chiến đấu thực sự của hắn, bởi vì sau khi thăng cấp, hắn chưa từng đấu với cao thủ chân chính nào. Nhưng, hắn cảm thấy, hiện tại nếu hắn giết một thiên chi cảnh, có lẽ cũng không quá khó khăn. Bây giờ mỗi ngày hắn đều dùng kiếm ý nhân gian nuôi dưỡng kiếm Thanh Huyên, khi cầm kiếm ra khỏi chuôi chém thiên chi cảnh, vấn đề cũng không quá lớn. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Thái Sơ Chân ngẫm nghĩ, sau đó nói, thực lực ngươi so với lúc trước, có lẽ tăng lên không ít, thời gian này, chưa từng chiến đấu gì sao. Diệp Huyên gật đầu. Thái Sơ Chân chớp mắt, có muốn ta tìm một đối thủ cho ngươi không? Diệp Huyên đang định nói thì Thái Sơ Chân lắc đầu, có lẽ là không cần đâu. Nếu lúc trước ta đoán không nhầm, thì rất có khả năng ngươi sẽ gặp rắc rối. Diệp Huyên cười nói, muội muội ta vẫn chưa đủ để những thế lực đỉnh cao này khiếp sợ sao? Thái Sơ Chân cười nói, có thể, nhưng... Nói rồi, nàng ta đổi chủ đề, ngươi nghĩ chúng ta biết muội muội ngươi mạnh đến thế nào sao? Diệp Huyên nhíu mày. Thái Sơ Chân cười nói, muội muội ngươi bây giờ chỉ một kiếm là đã chém giết được vũ trụ tinh không thần, thực lực của vũ trụ tinh không thần là bán bộ thiên chi thánh cảnh, cũng có nghĩa, theo nhận định chúng ta, thực lực muội muội ngươi thấp nhất cũng là thiên chi thánh cảnh. Diệp Huyên khẽ nói, tại sao các ngươi không nghĩ cao hơn chút vậy? Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, trên thiên chi thánh cảnh, chính là lĩnh vực chưa biết. Hoặc nói cách khác, tầng cấp đó vượt ngoài những gì chúng ta biết rồi. Ngươi sẽ đi nghĩ đến một chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết của ngươi sao? Diệp Huyên im lặng. Thái Sơ Chân lại nói, mà thiên chi thánh cảnh, vẫn chưa đủ để uy hiếp các thế lực đỉnh cao, bởi vì phàm là thế lực đỉnh cao thì đều sẽ xuất hiện các cao thủ thiên chi thánh cảnh. Hơn nữa. Nói rồi, nàng ta khẽ cười rồi lại nói, người đời đều biết đao cắt thịt sẽ đau, nhưng chưa ai dám thử bị đao cắt thịt thì hắn không thể tự mình cảm nhận được nỗi đau đó. Nói cách khác. Những thế lực chưa từng giao đấu với muội muội ngươi, bọn họ cũng chỉ biết muội muội ngươi rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không biết muội muội ngươi mạnh đến mức độ nào, hiểu không? Diệp Huyên cười nói, Chân tử cô nương, ngươi cảm thấy muội muội ta có thực lực gì? Thái Sơ Chân cười nói, chuyện này không liên quan đến ta nhiều, vì vậy, ta sẽ không quan tâm đến chuyện này. Diệp Huyên nhìn Thái Sơ Chân, không nói gì. Thái Sơ Chân cười nói, Diệp công tử. Ta chỉ là đơn thuần muốn nói cho ngươi, các thế lực đỉnh cao kia, bọn họ sẽ e ngại ngươi, nhưng chắc chắn không sợ ngươi, đương nhiên, bọn chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng trở thành kẻ thù của ngươi, trừ phi giữa có xung đột về lợi ích. Diệp Huyên ngẫm nghĩ sau đó nói, có xung đột với ta là Lý Gia hiện tại. Mà nhân mạch Lý Gia rộng lớn, bán chi cô nương lại rất thông minh, vì vậy, dưới tác động của nàng ta có thể sẽ có rất nhiều thế lực thành địch với ta, đúng chứ? Thái Sư Chân gật đầu. Không sai. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Thái Sơ Chân liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó lại nâng chén trà khẽ nhấp ngụm nhỏ. Lúc này, Lý Bán Chi đi vào, bên cạnh nàng ta, còn có một người đàn ông trung niên đi theo. Thấy người đi đến, Thái Sơ Chân khẽ cười, thì ra là Tần Khâu Huynh,
chẳng trách bán chi phải đích thân đi đón. Người đàn ông trung niên tên Tần Khâu cười nói, chăn tử cô nương, từ biệt đã mấy trăm năm, lâu ngày không gặp. Thái Sơ Chăn khẽ cười, sau đó nói, Tần Khâu huynh, nghe nói các người mới phát hiện ra một vũ trụ hồi phục, chúc mừng. Tần Khâu cười ha ha, may mắn thôi. Nói rồi, hắn ta chuyển hướng, nhìn Diệp Huyên, vị này chính là Diệp công tử sao? Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Tần Khâu quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, người đứng đầu thế hệ trẻ hiện nay. Nghe thấy lời Tần Khâu, Thái Sơ Chăn ở bên cạnh nhìn hắn ta, cười không nói gì. Diệp Huyên cười nói, không dám, vũ trụ vô biên vô tận, thiên tài yêu nghiệt nhiều đến nhường nào. Ta có tài đức gì mà có thể gọi là người đứng đầu hiện tại chứ? Tự mình biết mình. Lúc này, một âm thanh bỗng truyền đến từ bầu trời. Sau khi âm thanh đó vang lên, một người đàn ông áo trắng từ trên trời đáp xuống. Nhìn thấy người đàn ông áo trắng này, Thái Sơ Chăn nhìn Lý Bán Chi bên cạnh, khẽ cười mà không nói gì. Diệp Huyên nhìn người đàn ông áo trắng, không nói gì. Lúc này, Lý Bán Chi kia bỗng cười nói, thì ra là Cố Thị Cố Trần công tử. Người đàn ông tên Cố Trần đáp xuống, hắn ta ôm quyền với ba người Lý Bán Chi cô nương, Chăn tử cô nương, Tần Khâu tiền bối. Lý Bán Chi cười nói, không ngờ Cố Trần công tử lại đến sớm như vậy. Không đón được từ xa, thất lễ rồi. Cố Trần cười nói, Bán Chi cô nương khách sáo rồi. Nói rồi, hắn ta quay đầu nhìn Diệp Huyên ở bên cạnh, cười nói, vị này chính là Diệp công tử danh chấn thiên hạ sao. Diệp Huyên cười nói, các hạ chính là Cố Trần công tử. Cố Trần ngây người, sau đó nói, ngươi biết ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, thiên hạ bây giờ, ai không biết ngươi chứ? Cố Trần nhìn Diệp Huyên, sao ngươi biết ta? Diệp Huyên cười nói, thế hệ trẻ khắp thiên hạ bây giờ, ai lại không biết Cố Huynh? Cố Huynh được gọi là thiên tài yêu nghiệt nhất trong lịch sử Cố Thị, thực không dám giấu, ta đã ngưỡng mộ từ lâu, chưa bao giờ nghĩ, hôm nay lại gặp được Cố Huynh ở đây, thực sự khiến ta vui mừng không thôi. Cố Trần do dự chốc lát rồi nói, vinh hạnh, vinh hạnh. Diệp Huyên khẽ cười, Cố Huynh, sau này nếu có cơ hội, vẫn mong được Cố Huynh chỉ giáo đôi điều, không biết Cố Huynh có nguyện ý. Cố Trần nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, chỉ giáo đôi điều thì không dám, đến lúc đó chúng ta học hỏi lẫn nhau vậy. Diệp Huyên cười nói, được thôi. Cố Trần khẽ gật đầu, sau đó nhìn Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương, người của Cố Thị ta sắp đến rồi. Ta đi trước đây. Lý Bán Chi cười nói, được. Cố Trần ôm quyền với mọi người trong sân, sau đó nhìn Diệp Huyên, rồi quay người rời đi. Lúc này, Lý Bán Chi ở bên cạnh bỗng lên tiếng, Diệp công tử, không nghĩ ngươi lại khiêm tốn như vậy. Diệp Huyên cười nói, Bán Chi cô nương, ta chỉ là một kiếm tu nhỏ nhoi, làm người đứng đầu thế hệ trẻ năm nay, quả thực ta làm không nổi. Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, Chăn tử, năm nay hai người cứ ở chỗ tiểu viện ta đi. Thái Sơ Chăn chớp mắt, Bán Chi, ngươi chắc chắn. Lý Bán Chi trừng mắt nhìn Thái Sơ Chăn, chỉ là một sân viện để ở. Nói xong, nàng ta cười nói, ta còn có khách phải tiếp đãi, ba vị, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Tần Khâu ở bên cạnh nhìn Diệp Huyên, sau đó cười nói, Diệp công tử, lời vữa nãy không có ác ý, nhưng lại khiến công tử gặp phiền phức, thật xin lỗi. Diệp Huyên cười nói, chuyện nhỏ. Tần Khâu gật đầu, sau đó nói, nhà họ Tần ta đối với Diệp công tử, chỉ có thiện ý, không có ác ý gì. Diệp Huyên cười nói, ta cũng kết giao bạn bè. Tần Khâu khẽ cười, ta hiểu rồi. Diệp công tử, nói chuyện sau. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Trong viện, chỉ còn lại Diệp Huyên và Thái Sơ Chăn. Diệp Huyên nhìn xung quanh. Sau đó nói, viện này có gì không? Thái Sơ Chăn cười nói, mỗi lần tụ hội, Lý Bán Chi đều mời một vị khách quý ở lại đây, mà người được mời đến, không phải yêu nghiệt tuyệt thế, thì cũng thân phận cao quý. Dù sao lúc trước nàng ta cũng chưa từng mời ta ở lại đây. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, được nhờ phúc của ngươi. Diệp Huyên cười nói, nàng ta mời chúng ta ở đây, là muốn tâng bốc chúng ta, khiến mọi người đổ dồn vào chúng ta. Sau đó bị nhắm vào.
Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, còn nữa. Diệp Huyên cười nói, chúng ta là kẻ thù, nhưng, nàng ta sẽ không tự mình nhắm vào ta, bởi vì nàng ta không nắm chắc hoàn toàn, hay nói cách khác, nàng ta thích ngấm ngầm hành động, muốn dùng mưu tính kế ta. Mà nàng ta mời ngươi và ta ở lại đây, là nàng ta cho rằng, chúng ta đã ngồi cùng thuyền rồi. Đúng không? Thái Sơ Chân khẽ cười, rồi nói, vẫn còn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, nàng ta và Chân Tử cô nương là người thông minh, mà nàng ta và Chân Tử cô nương khác nhau ở chỗ, nàng ta và ta có xung đột lợi ích, mà Chân Tử cô nương và ta thì không có. Lại thêm trước đó Chân Tử cô nương đã hai lần nhắc nhở ta, vì vậy, nàng ta biết rõ, Chân Tử cô nương đã lựa chọn đứng cùng bên với ta, vì vậy, hiện tại Chân Tử cô nương cũng là kẻ thù của nàng ta. Nhưng, bởi vì nàng ta quá thông minh, vì vậy, nàng ta và Chân Tử cô nương cũng giống nhau, đều đang e ngại, đang băn khoăn vì có thể nàng ta đang nghĩ rốt cuộc muội muội ta mạnh thế nào, chỉ là thiên chi thánh cảnh hay là trên thiên chi thánh cảnh. Hiện tại chắc chắn nàng ta đang rất rối rắm, có cần bắt đầu chèn ép ta lúc này không? Bây giờ không chèn ép, tương lai thư viện ta càng lúc càng lớn, lý ra nàng ta sẽ càng khó mà trấn áp, mà nếu chèn ép, nàng ta lại sợ thực lực muội muội ta không như nàng ta nghĩ, vì vậy. Nói rồi, hắn nâng chén trà khẽ nhấp, sau đó cười nói, vì vậy, bán chi cô nương bây giờ đang ở trạng thái khá rối rắm. Nên trấn áp hay là lôi kéo, đều nằm trong suy nghĩ nàng ta. Thái Sơ Chân im lặng một lúc rồi nói, ngươi cảm thấy là đánh ngươi hay là lôi kéo ngươi? Diệp Huyên cười nói, Chân Tử cô nương, ngươi nói xem. Thái Sơ Chân cười nói, đây là chuyện của Diệp công tử. Diệp Huyên bỗng cười nói, Chân Tử cô nương, có khi nào sẽ xảy ra khả năng này không? Thật ra, hai người mới là một ruột, hai người một trong tối, một ngoài sáng, hai người ta sướng ngươi hùa muốn gài bẫy ta, có khả năng này không? Vừa dứt lời, tay đang cầm chén trà của Thái Sơ Chân bỗng run nhẹ. Diệp Huyên bỗng cười, nói ta đùa đấy. Đùa ư? Diệp Huyên nói dứt lời thì uống cạn ly trà. Lúc này, Thái Sơ Chân bỗng cười, nói, Diệp công tử, người biết đùa thật đấy. Có điều ta vẫn muốn hỏi thử, người nghĩ tại sao ta lại chọn bắt tay với bán chi để hãm hại ngươi? Nàng ta nói xong thì nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười và không nói gì. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nói, chỉ có một nguyên nhân thôi. Thái Sơ Chân cười nói nghe xem thử. Diệp Huyên nói, sau này cô và tỷ tỷ của cô nhất định sẽ đánh nhau một trận nhưng cô lại sợ ta đứng về phía tỷ tỷ của cô, hay nói cách khác, cô đã nhận định rằng ta chắc chắn sẽ đứng về phía tỷ tỷ của mình. Vì vậy, cô mới bắt đầu bố trí những tình huống có khả năng sẽ xảy ra. Thái Sơ Chân gật nhẹ đầu, người nghĩ như vậy rất hợp tình hợp lý. Diệp Huyên mỉm cười, lẽ nào không phải vì lý do này sao? Thái Sơ Chân nói, Diệp công tử, trước đây, khi Trấn tộc bị diệt, ta cũng có mặt ở đó, cũng tức là ta đã từng nhìn thấy chiêu đó của muội muội ngươi. Diệp Huyên chau mày. Thái Sơ Chân lại nói, ta từng phỏng đoán về chiêu kiếm đó của muội muội ngươi, dù là thiên chi thánh cảnh cũng không thể nào đỡ nổi. Diệp Huyên liếc nhìn Thái Sơ Chân, nếu đã không phải là âm mưu thì là mưu kế rồi. Thái Sơ Chân nghe vậy thì ngây ra, sau đó cười lớn, nói, hay cho Diệp công tử, phải công nhận rằng trước đây ta đã luôn đánh giá thấp ngươi. Mưu kế. Chính xác là nàng ta đã dùng mưu kế với Diệp Huyên. Đối phó với Diệp Huyên không thể cứng rắn cũng không thể tùy tiện. Tính của Diệp Huyên thuộc kiểu thích mềm không thích cứng, nếu chơi bẩn, hãm hại hắn thì nhất định sẽ bị hắn căm ghét, vì vậy nàng ta chỉ có thể dùng mưu. Diệp Huyên định nói gì đó thì Thái Sơ Chân lại nói, Diệp công tử, người đừng có ý nghĩ phòng bị ta nữa. Ta có thể nói cho người biết, thật sự giống như những gì ngươi nói, ban đầu ta liên thủ với bán chi gài bẫy ngươi, có điều sau đó ta đã đơn phương thay đổi ý định. Diệp Huyên cười nói, vì chuyện gì mà lại thay đổi? Thái Sơ Chân nhìn Diệp Huyên, vì sự thông minh của ngươi. Diệp Huyên chau mày. Thái Sơ Chân cười, nếu ngươi ngốc một chút, ta bán ngươi đi, ngươi còn sẽ giúp ta đếm tiền nữa. Nhưng đáng tiếc là ngươi không ngốc, vì vậy không còn cách nào khác, ta chỉ đành đổi ý thôi. Diệp Huyên liếc nhìn Thái Sơ Chân, không nói gì. Thái Sơ Chân chớp mắt, giận rồi sao? Diệp Huyên đứng dậy, Chân tử cô nương, ta có thể nói cho cô biết,
nếu sau này có tranh chấp với tỷ tỷ cô thì ta nhất định sẽ đứng về phía tỷ tỷ cô. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi. Thái Sơ Chân bỗng nói, tại sao? Diệp Huyên quay lại nhìn Thái Sơ Chân, ta rất ghét kiểu phụ nữ tự cho mình thông minh, tự cho mình là đúng. Nếu dở âm mưu quỷ kế, ta thích thì ta chơi cùng, ta không thích thì cũng không ai dở trò được, hiểu không? Hắn nói xong thì quay đầu đi ra khỏi sân, lúc đến cửa thì lại nói, Chân Tử cô nương, cô tưởng đâu mình đã nhìn thấu được bản chất con người, có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay, nhưng chẳng hay đấy lại là suy nghĩ vô cùng ngu xuẩn. Còn nữa, giống như những gì ta vừa mới nói, ta nói rõ cho cô biết, nếu cô đánh nhau với tỷ tỷ cô thì ta nhất định sẽ đứng về phía của Thiền Thiền. Nếu cô thấy khó chịu thì có thể tiếp tục gài bẫy ta, thậm chí có thể thử giết ta. Hắn nói đến đây thì ngoảnh đầu nhìn Thái Sơ Chân, có điều, ta có lòng tốt nhắc nhở cô, trước khi cô làm vậy thì nên tìm cho mình và cả tộc Thái Sơ một mảnh đất tốt một chút, to một chút để chôn thân, nếu không ta sợ sẽ không đủ dùng. Hắn nói xong thì ra khỏi đó. Thái Sơ Chân đứng lặng im tặng chỗ. Nàng ta biết người đàn ông đó đã nổi giận. Lần này nàng ta đã thất sách rồi. Một lúc lâu sau, Thái Sơ Chân mới lắc nhẹ đầu rồi đứng dậy, rời khỏi đó. Diệp Huyên rời khỏi căn nhà thì vào thẳng trong thành. Phải nói là Lý gia làm ăn rất tốt, cả thành Trường Sinh đều rất phồn hoa, hơn nữa, còn có rất nhiều khí tức mạnh trong thành. Diệp Huyên dạo một vòng rồi đến Thương hội Trường Sinh. Thương hội Trường Sinh là thương hội do Lý gia thành lập, phân bố khắp các vũ trụ hiện đã được biết đến. Đương nhiên không bao gồm vũ trụ Quan Huyên. Hắn đến trước thương hội thì có một phụ nữ đẫy đà từ từ bước ra, người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm sát người, vóc dáng đầy đặn, vòng nào ra vòng đó, đôi mắt long lanh, đánh phấn hồng, rất thu hút. Người phụ nữ bước đến trước mặt Diệp Huyên, mỉm cười, Diệp công tử, chào công tử, ta tên Lý Lan Lan, là quản sự của thương hội khu vực này, gọi ta là Lan Lan được rồi. Diệp Huyên cười nói, Lan Lan cô nương, ta có thể vào xem thử không? Lý Lan Lan cười rạng rỡ, đương nhiên rồi. Nàng ấy nói xong thì dắt Diệp Huyên vào trong thương hội. Vừa vào trong, cảnh vật trước mắt liền trở nên hư ảo, tiếp đó, hai người họ đến một vùng tinh không chưa rõ, xung quanh có đến hàng trăm cánh cửa lớn nhỏ xung quanh. Diệp Huyên ngoảnh đầu nhìn sang Lý Lan Lan, nàng ấy cười, thương hội Lý gia ta có đầy đủ các thể loại. Có thể nói Diệp công tử cần gì cũng có thể mua được hết. Nếu có thứ gì mà thương hội Lý gia ta không mua được thì chắc Diệp công tử cũng không thể mua được ở bên ngoài. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, thứ gì đắt nhất? Lý Lan Lan chớp mắt, nửa bộ thánh võ kỹ, chân thánh đao. Diệp Huyên chau mày, các cô có thánh võ kỹ sao? Lý Lan Lan nói, đương nhiên rồi, có điều chỉ có nửa bộ thôi. Luyện được bộ này sẽ tương đương với bán bộ thiên chi thánh cảnh. Diệp Huyên hơi tò mò, làm sao để mua? Lý Lan Lan nói, không nhận tiền, chỉ nhận ân tình. Diệp Huyên ngây ra, sau đó hỏi, ân tình sao? Lý Lan Lan gật đầu, tổ tiên lập ra quy tắc, nửa bộ thánh võ kỹ này không bán vì tiền, chỉ bán vì tình. Diệp Huyên cười nói, ân tình của người như thế nào mới có thể mua được bộ thánh võ kỹ này? Lý Lan Lan lắc đầu, cái này thì ta không biết. Ta chỉ biết nếu như có người bằng lòng mua bộ này bằng ân tình thì gia tộc sẽ mở cuộc họp phân tích và thảo luận, cuối cùng bỏ phiếu. Nếu gia tộc cảm thấy ân tình của đối phương đáng giá thì sẽ bán cho đối phương để đối phương nợ gia tộc một mối ân tình. Diệp Huyên gật đầu, kiểu mua bán này của nhà cô hiếm có thật. Lý Lan Lan cười, ta nghe nói Diệp công tử cũng có một thương hội gọi là Tiên Bảo Các đúng không? Diệp Huyên gật đầu. Lý Lan Lan tò mò, lớn không? Diệp Huyên nói, nếu so với quý thương hội thì đúng là không to, có điều sau này sẽ càng lúc càng phát triển. Lý Lan Lan nhìn Diệp Huyên, gật đầu và không nói gì thêm. Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía rồi nói, Lan Lan cô nương, có thanh kiếm nào tốt không? Lý Lan Lan suy nghĩ rồi nói, có một thanh, đấy là kiếm của tiên tổ ta năm xưa. Nàng ấy nói xong thì ngoảnh đầu nhìn về phía một trong số những cánh cửa và xòe bàn tay. Bù! Một thanh kiếm bỗng bay ra từ trong cánh cửa đó. Diệp Huyên nhìn về thanh kiếm dài ba tấc, rộng hơn hai ngón tay một chút, thân kiếm màu xanh trong suốt, lóe lên ánh sáng sắc lạnh.
Lý Lan Lan cười nói, tên của thanh kiếm này là Lam U, là kiếm của tiên tổ Lý gia, từng giết chết 16 cao thủ thiên chi cảnh, một cao thủ bán bộ thiên chi thánh cảnh. Nàng ấy nói với giọng vô cùng tự hào. Diệp Huyên quan sát thanh kiếm rồi khẽ gật đầu, đúng là không tồi. Lý Lan Lan cười nói, thanh kiếm này không bán. Nàng ấy nói xong thì cất thanh kiếm lại. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười. Đương nhiên hắn cũng không hứng thú với thanh kiếm đó, mặc dù thanh kiếm đó không tồi nhưng so với kiếm Thanh Huyên và vô kiếm thì vẫn còn kém rất xa. Lúc này Lý Lan Lan mới hỏi, Diệp công tử còn muốn xem gì nữa không? Diệp Huyên nhìn quanh bốn phía rồi cười, nói, hết rồi, đa tạ Lan Lan cô nương đã tiếp đón. Lý Lan Lan mỉm cười, công tử khách sáo rồi. Diệp Huyên gật đầu, tạm biệt Lan Lan cô nương. Hắn nói xong thì quay đầu và biến mất. Sau khi Lý Lan Lan thấy Diệp Huyên đi khỏi thì nụ cười trên khuôn mặt nàng ấy cũng dần tắt. Lúc này, một cô gái bỗng bước ra từ sau một trong số những cánh cửa. Đấy là Lý Bán Chi. Lý Lan Lan nhìn thấy Lý Bán Chi thì vội cung kính chào, chào đại tiểu thư. Lý Bán Chi cười nói, thú vị, không ngờ hắn ta lại không động lòng với nửa quyển thánh võ kinh đó chút nào. Lý Lan Lan gật đầu, không chỉ có vậy, ta thấy hắn ta cũng không có hứng thú gì với kiếm của tiên tổ. Lý Bán Chi im lặng một lúc rồi nói, điều tra tiên bảo các đó đến đâu rồi. Lý Lan Lan nói với vẻ mặt khá nặng nề, tần quan cô nương đó rất bất phàm. Nếu cho nàng ta thời gian thì sau này tiên bảo các sẽ là kẻ kịch số một của thương hội trường sinh chúng ta. Lý Bán Chi nhìn Lý Lan Lan, nói cô nghĩ vậy sao? Lý Lan Lan gật đầu. Lý Bán Chi lắc đầu, đau đầu. Lý Lan Lan hạ giọng nói, ta đề nghị một là diệt nó, hai là mua lại nó. Lý Bán Chi lắc đầu, không diệt nó được. Người đứng đằng sau tên Diệp công tử đó rất không đơn giản. Đối phương không chỉ có thể giết chết một bán bộ thiên chi thánh cảnh trong tích tắc mà còn không bị đạo môn truy cứu trách nhiệm, chuyện này rất đáng sợ. Hơn nữa, chấn tộc cũng không phải là thế lực tầm thường mà là thế lực thượng đẳng, nhưng lại bị nàng ta giết sạch hết. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lát rồi nói tiếp, trước khi chưa điều tra rõ lai lịch của cô gái đó thì chúng ta tuyệt đối không thể ra tay với vị Diệp công tử này. Lý Lan Lan hạ giọng nói, vậy thì mua lại nó. Lý Bán Chi cười nói, cô nghĩ có khả thi không? Lý Lan Lan lắc đầu thở dài, e là không. Lý Bán Chi nhìn về phía xa, trầm ngâm suy nghĩ. Lý Lan Lan lại nói, đại tiểu thư, nếu như chúng ta đã không thể tùy tiện ra tay, vậy sao không mượn tay người khác? Lý Bán Chi từ từ nhắm mắt lại, nói có thể làm như thế, nhưng không thể liên lụy đến chúng ta phải từ từ lên kế hoạch. Một lúc sau, nàng ta bỗng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên trời, chắc thượng tộc ở thượng thiên giới sắp đến rồi. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi thương hội trường sinh thì lắc đầu, cười, nói, xem ra con đường sau này của tiểu quan vẫn còn rất dài. Hắn nói xong, thì quay đầu bỏ đi, chuẩn bị tìm một nơi để tập trung tu luyện. Chính vào lúc đó, Diệp Huyên bỗng dừng chân, hắn quay người nhìn ra ngoài thành, bầu trời bên ngoài thành có một tiếng hét giận dữ vang lên. Diệp Huyên kia, mau lăn ra đây chịu chết đi. Âm thanh vang vọng cả trường sinh giới như tiếng sấm. Trong thành, vô số cao thủ đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên ngoài thành. Trong thành, Diệp Huyên từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời bên ngoài thành có một người đàn ông trung niên đang đứng. Người đàn ông trung niên đứng thẳng người, tay phải cầm một cái ấn cổ, hòa làm một với trời đất, khí tức thâm sâu khó lường. Thiên chi cảnh. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng đang nhìn Diệp Huyên. Người đàn ông trung niên nhìn vào mắt Diệp Huyên rồi cười lạnh lùng, ngươi có biết ta là ai không? Ta là thượng thiên giới. Chính vào lúc đó, dường như hắn ta cảm nhận được gì đó, trong mắt bỗng thu lại. Bù! Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cổ họng người đàn ông trung niên đột ngột rách toạc, một tia máu tóe ra. Tiếp ngay đó, một cái đầu máu me liền chậm chậm rơi từ trên trời xuống. Mọi người trong thành đều sững sờ. Diệp Huyên nhìn cái đầu đầy máu me, lắc đầu nhẹ rồi nói, ta không có hứng thú biết ngươi là ai. Hắn nói xong thì xòe bàn tay, ấn cổ và nhẫn chứa đồ trên tay của người đàn ông đó liền bay vào tay hắn. Hắn liếc nhìn rồi quay đầu bỏ đi. Lý Bán Chi đứng nhìn theo Diệp Huyên với ánh mắt không thể nào tin nổi.
không chỉ có Lý Bán Chi, vô số cao thủ trong thành cũng đều nhìn Diệp Huyên chậm chậm rời đi. Làm sao giết được vậy? Đấy là suy nghĩ của mọi người lúc này. Lý Bán Chi bỗng nhẹ nhàng nói, một thanh kiếm, hắn đã xuất kiếm nhưng tốc độ quá nhanh, cộng thêm việc thanh kiếm đó quá đặc biệt nữa, vì vậy chúng ta đều không nhìn thấy. Nàng ta nói xong thì nheo hai mắt, hèn gì hắn không xem kiếm của tiên tổ ra gì. Lý Lan Lan đứng bên cạnh Lý Bán Chi hạ giọng nói, đại tiểu thư, thực lực của người này mạnh hơn so với dự đoán của chúng ta nhiều. Lý Bán Chi im lặng một lúc rồi nói, phải tính kế lâu dài. Nàng ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Mặt khác, Thái Sơ Chăn nhìn theo bóng lưng Diệp Huyên, chau mày, không biết đang nghĩ gì. Trước đại điện, vẻ mặt Cố Trần của gia tộc họ Cố vô cùng khó coi. Giết chết một cao thủ thiên chi cảnh trong tích tắc chỉ bằng một kiếm. Đấy là điều mà hắn ta không thể nào làm được. Lúc này, hắn ta bỗng cảm thấy mặt mình nóng bừng, thì ra chính mình mới là thằng hề. Một lúc lâu sau Cố Trần mới thở dài. Phải thừa nhận rằng chuyện xấu hổ này thật sự đã cho hắn ta một bài học. Làm người không nên tự cao tự đại. Diệp Huyên không quay về căn nhà nhỏ Lý Bán Chi đã sắp xếp cho hắn mà ra ngoài thành, tìm một nơi yên tĩnh, sau đó ngồi xếp bằng lại. Tu luyện. Sau khi xem sách trong tiểu tháp 100 năm, hắn đã dần thích cảm giác yên tĩnh. Tĩnh tâm. Trước đây hắn không được chín chắn cho lắm. Thật ra hắn cũng rất bất ngờ với kiếm lúc nãy, vì hắn cũng không ngờ mình lại có thể giết chết đối phương chỉ bằng một kiếm, là thiên chi cảnh đấy. Phải nói rằng hắn đã đánh giá thấp thanh kiếm vô này của mình. Nếu không có thay đổi bất ngờ gì thì sau này, việc giết chết thiên chi cảnh cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Tốc độ. Lần này hắn đã nếm trải được vị ngon ngọt của kiếm nhanh, cũng chứng kiến được sự đáng sợ về cực hạn của tốc độ kiếm. Nhưng thanh kiếm đó vẫn chưa phải là một kiếm nhanh nhất của hắn. Thanh kiếm nhanh nhất là kiếm Thanh Huyên, tốc độ của kiếm Thanh Huyên còn nhanh hơn gấp nhiều lần kiếm vô. Có thể nói nếu hắn dùng kiếm Thanh Huyên để giết địch thì vốn dĩ cao thủ thiên chi cảnh không thể nào chống đỡ được, đừng nói đến thiên chi cảnh, dù là bán bộ thiên chi thánh cảnh cũng chắc chắn không chịu nổi. Đương nhiên, thiên chi thánh cảnh chân chính có thể chống đỡ được không thì hắn chưa biết. Dù gì cao thủ cấp này so với thiên chi cảnh thì đã thay đổi hoàn toàn về chất rồi nên hắn không nắm chắc. Có điều hắn cũng không phải yếu. Hắn bây giờ không còn quá tự đại nữa nhưng cũng sẽ không xem nhẹ bản thân. Dù có thế nào thì hắn cũng có thể xem là thiên hạ đệ nhất. Ít ra thì xét về mặt chỗ dựa, hắn tự xưng là thiên hạ đệ nhất cũng không có gì quá đáng. Chính vào lúc đó, bỗng dưng có tiếng bước chân vang lên bên cạnh. Diệp Huyên ngoảnh đầu nhìn, thì ra là Thái Sơ Chăn. Diệp Huyên nhìn thấy Thái Sơ Chăn thì cười, Chăn tử cô nương, có việc gì sao? Thái Sơ Chăn bước đến trước mặt Diệp Huyên. Mỉm cười, nói, đã đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên bỗng thở dài, Chăn tử cô nương, nếu là trước đây thì chắc ta sẽ đấu trí đấu sức với cô, thi thố IQ, nhưng bây giờ ta thật sự không có hứng thú, cô có biết vì sao không? Thái Sơ Chăn nhìn Diệp Huyên, tại sao? Diệp Huyên mỉm cười, tha lỗi cho ta nói thẳng, ta cảm thấy ta không cần thiết phải đọ IQ với cô. Thái Sơ Chăn im lặng. Diệp Huyên lắc đầu, bây giờ ta không có bất cứ hứng thú gì với cô, vì vậy tốt nhất cô nên biến khỏi mắt ta, nếu không thì. Hắn nói xong thì mỉm cười, cô thông minh như thế, vậy đoán thử xem ta có dám giết cô không nào. Hắn vừa dứt lời thì không khí liền trở lạnh tanh. Dám không? Thái Sơ Chăn nhìn Diệp Huyên, lúc này nàng ta cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Nàng ta hối hận vô cùng. Mãi đến lúc này. Nàng ta mới nhìn rõ được tính cách của Diệp Huyên, bình thường hắn rất hòa nhã, dễ gần, nhưng thực tế bản chất lại là người giết người không do dự. Hắn đối xử với bạn bè và kẻ thù theo hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Thái Sơ Chăn nhìn Diệp Huyên chằm chằm sau đó lùi về sau. Đương nhiên nàng ta không dám cược. Mặc dù nàng ta có lòng tin Diệp Huyên không giết được mình nhưng một khi ra tay thì Diệp Huyên và Thái Sơ tộc sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Mà một khi đã trở thành kẻ thù thì e rằng Thái Sơ Chăn sẽ rước phải họa diệt tộc. Chưa nói đến người sau lưng Diệp Huyên, chỉ cần Diệp Huyên và tỷ tỷ nàng ta Thái Sơ Tĩnh liên thủ thì Thái Sơ tộc cũng đủ đau đầu rồi.
Diệp Huyên thấy Thái Sơ Chăn lùi về sau thì từ từ nhắm mắt lại. Hắn ghét nhất là những người phụ nữ thông minh tự cho mình là đúng. Những người đó luôn cao cao tại thượng, tưởng đâu mình nhìn thấu được tính cách của người khác, có thể chơi đùa người khác trong lòng bàn tay. Theo hắn, người thông minh thật sự phải là người như vô biên chủ. Đánh được thì đánh. Không đánh được thì chịu thua. Chứ không phải kiểu biết rõ thực lực kém xa mà vẫn muốn thể hiện mình giỏi. Thể hiện cái quần gì ở đây? Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, ta thấy Thái Sơ Chăn cũng rất được. Diệp Huyên lạnh lùng hỏi, sao cơ? Tiểu Tháp đáp, nhận vào hậu cung đi. Diệp Huyên tối sầm mặt, ngươi có ý gì đây? Tiểu Tháp nghiêm túc nói, đầu óc của người phụ nữ này cũng rất nhanh nhẹn, nếu người nhận nàng ta vào hậu cung thì nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của thư viện quan huyên. Diệp Huyên lạnh lùng đáp, ngươi xem ta như ngựa giống à? Diệp Huyên ta cũng là một người có nguyên tắc, biết không hả? Ta khinh cái kiểu gặp ai yêu nấy đó, hiểu không? Tiểu Tháp hạ giọng nói, số phụ nữ vướng phải người ít lắm chắc. Diệp Huyên chau mày, nhiều lắm sao? Tiểu Tháp nói, bản thân người thấy ít sao? Diệp Huyên hạ giọng nói, cũng đâu có bao nhiêu đâu. Tiểu Tháp nói, để ta đếm giúp ngươi, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỳ An Chi, Thác Bạt Ngạn, Thác Bạt Tiểu Yêu, Liên Vạn Lý, Việt Kỳ, Giản Tự Tại, Họa Sư, Vị Ương Thiên, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Đạo, Đạo Nhất, Thiên Mạt, A Mục Đại Tế Tư, Mục Tiểu Đao, Tiểu Ách, A Đạo Linh, Thiên Yếm, Tần Quan Tỷ Tỷ, các đạo tác trong tháp giới ngục. Dừng, Diệp Huyên bỗng lên tiếng. Tiểu Tháp, ngươi dám chắc những người đó đều nữ của ta sao? Tiểu Tháp lạnh lùng đáp, chẳng phải đều ở trong lòng người hết sao? Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, vậy sao? Tiểu Tháp thở dài, người đúng là tên đàn ông tồi, không chủ động cũng không từ chối, cũng không chịu trách nhiệm. Diệp Huyên. Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ, hành vi đó của người không tốt đâu, gặp ai yêu nấy chắc chắn không tốt. Nhưng nếu người không thích thì đừng làm phiền đến con gái nhà người ta, người làm phiền đến họ lại không chịu trách nhiệm, vậy thì không đạo đức đâu. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì Tiểu Tháp lại nói, ta cảm thấy, là một người đàn ông thì phải dám yêu dám hận, chỗ này không phải như hệ ngân hà, nếu thích ai đó thì cứ đón nhận, dù gì thì người cũng là người tu hành, vốn không cần phải lo lắng gì về chuyện thận yếu, mọi người ngủ cùng nhau, tốt biết mấy, he he. Tiểu Bút bỗng lên tiếng, Tiểu Tháp, ngươi như thế hơi hạ lưu đấy nha. Tiểu Tháp lạnh lùng nói, Tiểu Bút, chắc chắn ngươi chưa từng yêu đúng không? Tiểu Bút. Tiểu Tháp lại nói, mặc dù ta không phải con người nhưng ta cảm thấy trách nhiệm hàng đầu của con người là sinh tồn và duy trì nòi giống. Nam nữ yêu nhau cũng chỉ có vậy, đừng xem chuyện đó như điều gì quá ghê gớm, con người nên nhìn thẳng vào nó, thích thì ngủ với nhau, sao có thể gọi là hạ lưu? Tiểu Bút. Tư tưởng cổ hủ đó của ngươi không dùng được đâu. Tiểu Bút hạ giọng nói, tình yêu là thần thánh. Tiểu Tháp nói, lẽ nào thần thánh không ngủ sao? Tiểu Bút. Tiểu Tháp tiếp tục nói, thật ra từ xưa đến nay, tình yêu luôn rất thần thánh, nhưng con người lại không trong sáng như vậy. Tiểu Bút, ngươi từng ở trong hệ ngân hà, chắc ngươi biết ở đó có rất nhiều nam nữ quen nhau chưa đến một ngày đã có thể ngủ với nhau rồi. Đương nhiên không phải toàn bộ. Những hiện tượng này không hiếm, ngươi nói xem đây có phải là tình yêu không? Tiểu Bút hạ giọng đáp, giống như ngươi nói, chỉ là thiểu số, hơn nữa, ngươi không thể cua đũa cả nắm, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Tiểu Tháp nói, ta không nói chuyện đó không tốt, ta chỉ nói nó rất bình thường. Bây giờ tiểu chủ chỉ tán chứ không ngủ, vậy thì không tốt. Tiểu chủ, ngươi phải thay đổi suy nghĩ đi, đừng nghĩ rằng ngủ với đối phương thì đối phương sẽ bị thiệt thòi. Thật ra không phải như vậy, sách nói có phụ nữ còn háo sắc hơn cả đàn ông. Diệp Huyên chau mày, ngươi xem sách gì thế? Tiểu Bút nói, chắc nó xem sách 18 cộng. Diệp Huyên tối sầm mặt, hắn phát hiện Tiểu Tháp có gì đó không ổn. Có thể tên nhóc này thật sự đang xem mấy loại sách linh tinh rồi. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ, người xem người đi, người trông cũng đẹp còn là kiếm tu, lại là viện trưởng thư viện quan huyên. Còn có cả chỗ dựa. Nếu ở hệ ngân hà thì người chính là cậu ấm đẹp trai con nhà giàu đấy, hơn nữa người còn đứng đắn, lại rộng rãi, muốn văn có văn, muốn võ có võ. Ở hệ ngân hà, người như tiểu chủ rất được săn đón. Tin ta đi,
nếu người đến hệ Ngân Hà thì nhất định sẽ có rất nhiều em gái theo đuổi người đấy. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, mặc dù ta không tán đồng một số quan điểm của ngươi nhưng ta thừa nhận tiểu tháp ngươi rất thành thật, bọn họ đều cho rằng ta là kẻ dựa dẫm, đều không nhận ra ưu điểm thật sự của ta, một đám nông cạn. Vẫn là tiểu tháp nhà ngươi có chiều sâu, rất tinh mắt. Tiểu bút, tiểu tháp còn muốn nói gì đó, Diệp Huyên lại cười nói, ngừng lại. Ra vẻ, cũng phải có chừng mực, nếu không sẽ gây ra tác dụng ngược. Tiểu tháp do dự chốc lát, cũng không dám nói tiếp. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười nói, nếu các hạ đã đến vậy thì xuất hiện đi. Vừa dứt lời, thời không trên bầu trời đột nhiên nứt ra, sau đó, một ông lão áo đen chậm chậm bước ra. Thiên chi cảnh. Ông lão áo đen này tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng hai mắt lại vô cùng sắc bén. Diệp Huyên cười nói, từ thượng tộc tới sao? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp công tử, thượng tộc ta và ngươi không thù không oán, ngươi lại liên tiếp giết đến mấy người thượng tộc ta, ngươi đây là có ý gì? Diệp Huyên khẽ cười, thế nào, các người muốn nói đạo lý với ta sao? Ánh mắt ông lão áo đen lạnh lẽo, xin Diệp công tử hãy trả lời câu hỏi của ta. Diệp Huyên cười nói, lão già, hình như người của các ngươi đến giết ta trước chứ nhỉ? Thế nào, ông muốn chọn cách mất trí sao? Ông lão áo đen lạnh nhạt nói, Diệp công tử, theo ta được biết, là ngươi giết thượng môn của thượng tộc ta trước, đúng chứ? Diệp Huyên hỏi ngược, vậy ngươi có biết, là nàng ta ba lần hai bận uy hiếp ta không? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mặc kệ thế nào thì là Diệp công tử giết người trước. Diệp Huyên lắc đầu cười, lúc ta nói đạo lý với các ngươi thì các ngươi muốn giở thủ đoạn với ta, lúc ta giở trò với các ngươi lại muốn nói đạo lý, mà lúc không còn lý nữa, thì các ngươi lại chọn cách muốn giở trò. Nói rồi, hắn cười nhạt, thượng tộc các ngươi đúng là chẳng có mặt mũi. Ông lão áo đen vẫn muốn nói gì đó, Diệp Huyên bỗng lên tiếng, kiếp sau hắn nói. Nói rồi, hắn khẽ điểm tay, kiếm lên. Bù! Một luồng kiếm quang phá không xuyên qua. Trên bầu trời, ông lão áo đen nheo mắt, ông ta trở tay phải, đè mạnh xuống dưới, vừa đè xuống, tầng mây trên trời lập tức chuyển động cuồn cuộn sau đó giáng xuống, lúc này, cả bầu trời như sụp đổ, vô cùng đáng sợ. Luồng kiếm quang kia bị buộc phải dừng lại. Mà ngay lúc này, ông lão áo đen như cảm nhận được gì đó, ánh mắt thay đổi. Ông ta bỗng nghiêng người, thế nhưng vẫn không kịp. Một luồng kiếm quang chém xuống từ tay trái ông ta, chớp mắt, cả người ông ta lập tức bị chém làm đôi, máu tươi bắn khắp không trung, gần như cùng lúc, lại thêm một luồng kiếm quang xuyên qua giữa trán ông lão áo đen. Trong tầm mắt của tất cả mọi người, ông lão áo đen lập tức bị đóng chặt tại chỗ. Trong sân yên lặng như tờ. Ba kiếm đã giết chết thiên chi cảnh. Trong sân, ông lão áo đen khó tin nhìn Diệp Huyên, phi kiếm này của ngươi. Diệp Huyên điểm tay, khẽ lướt. Bù! Tất cả mọi người đều thấy, ông lão áo đen lập tức bị một luồng kiếm quang xóa sạch. Diệp Huyên xòe tay, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay vào trong tay hắn. Diệp Huyên đánh giá chiếc nhẫn, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, thượng thiên giới, thượng tộc, quá tam ba bận, các ngươi liên tục cho người đến giết ta, nghĩ là Diệp Huyên ta dễ ức hiếp sao? Trên trời! Thời không bỗng gấp khúc, một lốc xoáy lớn xuất hiện, sau đó, một bóng người xuất hiện từ chỗ lốc xoáy. Bóng người từ trên nhìn Diệp Huyên bên dưới, người muốn tuyên chiến với thượng tộc ta sao? Tuyên chiến. Lời này vừa nói ra, các cao thủ âm thầm ẩn nấp xung quanh lập tức thay đổi. Thật ra, đến mức này, người bình thường sẽ không liều mạng, bởi vì thực lực mọi người đều ngang nhau, liều mạng đến cùng thì chỉ có lợi cho người khác. Vì vậy, các thế lực lớn đỉnh cao hiện nay của vũ trụ đã biết đều sẽ không lựa chọn liều mạng. Mà thượng tộc này hỏi như vậy thì đã không còn khoan nhượng, không muốn hòa hảo nữa rồi. Ở bên dưới, Diệp Huyên khẽ cười, tuyên chiến. Vậy thì tuyên chiến đi. Bóng người nói, như ý ngươi. Vừa dứt lời, bóng người dần trở nên hư ảo, đang sắp biến mất. Ngay lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã. Bóng người quay lại nhìn Diệp Huyên, mọi người trong sân cũng đều nhìn Diệp Huyên, đổi ý rồi sao? Diệp Huyên cười nói, con người ta, không thích dài dòng, vì vậy,
hôm nay tuyên chiến, hôm nay sẽ quyết chiến. Hôm nay tuyên chiến. Hôm nay quyết chiến. Trong sân, mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Huyên, tên này muốn làm gì vậy? Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, có người nào nguyện ý nói cho ta biết thượng thiên giới này ở đâu không? Trong tối, mọi người đều im lặng. Ai dám nói ra? Nói ra thì xem như cùng phe rồi. Dưới tình huống này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tham gia, mặc dù sau lưng Diệp Huyên không hề đơn giản, nhưng, thượng tộc cũng không dễ chọc. Thấy mọi người im lặng, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, mà lúc này, bóng người thượng tộc bỗng lên tiếng, ngươi không cần hỏi người khác, ta nói cho ngươi. Nói rồi, hắn ta vung tay áo, một luồng sáng trực tiếp giáng xuống trước mặt Diệp Huyên. Trong luồng sáng này chính là vị trí của thượng thiên giới. Bóng người nhìn Diệp Huyên, cười nhạo xem bộ dạng ngươi, có vẻ ngươi muốn tiêu diệt thượng tộc ta. Đến đi, ta đợi ngươi ở thượng tộc, ngươi đừng có mà không đến đấy. Bọn họ gọi ngươi là vua dựa dẫm, ta đề nghị, dẫn theo chỗ dựa của mình đến, nếu không, mình ngươi chả thấm vào đâu. Diệp Huyên gật đầu, như ngươi mong đợi. Nói xong, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, Thanh Nhi. Kiếm Thanh Huyên rung lên, thời không chuyển động, sau đó, thời không bên cạnh Diệp Huyên nứt ra, một cô gái chậm chậm đi ra. Người đến chính là cô gái váy trắng. Nhìn thấy cô gái váy trắng, Diệp Huyên bỗng ngây người. Hắn không ngờ, người đến lại là Thanh Nhi này. Cô gái váy trắng vừa xuất hiện, trong sân, sắc mặt Thái Sơ Chăn lập tức thay đổi. Mà ở bên kia, còn có một cô gái cũng biến sắc. Khương Thái U. Vị tông chủ của quá khứ tông này thật ra đã đến từ sớm rồi. Nhưng, nàng ta không hiện thân mà đang trốn trong tối, nhưng nàng ta không ngờ, Diệp Huyên này lại gọi muội muội hắn đến. Một nơi trong thành, Lý Bán Chi nhìn cô gái váy trắng phía xa, nhíu mày, lão tổ, người này là thiên chi thánh cảnh sao? Vừa nói xong, một ông lão xuất hiện bên cạnh Lý Bán Chi. Ông lão nhìn cô gái váy trắng phía xa, một lúc sau, ông ta trầm giọng nói, không cảm nhận được hơi thở người này, nhưng thực lực người này thấp nhất cũng là thiên chi thánh cảnh. Thiên chi thánh cảnh. Lý Bán Chi nheo mắt, Diệp công tử này, vừa ra tay đã tung ra át chủ bài sao. Nói rồi, nàng ta bỗng dừng lại rồi nói tiếp, một vị thiên chi thánh cảnh có thể tiêu diệt được thượng tộc. Ông lão cười nhạo, sao có thể chứ? Nếu có thể thì nhà họ Lý ta sớm đã xưng bá cả vũ trụ rồi. Nói rồi, ông ta liếc nhìn cô gái váy trắng phía xa, sau đó lại nói, thực lực người này không thấp, nhưng, nàng ta muốn một mình tiêu diệt cả thượng tộc, chuyện này chắc chắn không thể. Lý Bán Chi nhìn cô gái váy trắng phía xa, sau đó nói, nếu người này chết ở thượng tộc. Nghe vậy, ông lão lập tức kinh ngạc, ông ta nhìn Lý Bán Chi, nhà đầu, muốn giết chết một vị thiên chi thánh cảnh cũng không dễ dàng. Ít nhất phải có 5 cao thủ thiên chi thánh cảnh. Hơn nữa, như vậy cũng chưa chắc giết chết được. Lý Bán Chi nheo mắt, nếu có 10 người thì sao? 10 người. Ông lão trầm giọng nói, người nghiêm túc sao? Lý Bán Chi nhìn cô gái váy trắng phía xa chằm chằm, thư viện Quan Huyên đại diện cho một thế lực mới trỗi dậy, mà thế lực này nổi lên, có nghĩ phải chia bớt miếng thịt, vì vậy, rất nhiều thế lực đầu không vui trong lòng. Hơn nữa, bản thân thư viện Quan Huyên chính là một miếng thịt mỡ. Miếng thịt mỡ này thì ta nghĩ rất nhiều người đã ngấp nghé từ lâu, chỉ là e ngại, nên mới không dám ra tay. Mà nếu do chúng ta dẫn đầu. Nói rồi, ánh mắt nàng ta bỗng lạnh băng, muốn tập hợp 10 cao thủ thiên chi thánh cảnh, dễ như trở bàn tay. Ông lão thấp giọng nói, nhà đầu, nếu sau lưng Diệp Huyên này không chỉ có một người này. Cược. Lý Bán Chi nhắm hai mắt, lão tổ, chúng ta buộc phải cược. Trong rất nhiều thế lực. Chỉ có chúng ta và thư viện Quan Huyên có xung đột lợi ích không thể hòa hoãn, ta đã điều tra, người này dã tâm rất lớn, chắc chắn hắn sẽ tiếp tục mở rộng, mà tiên bảo các kia cũng sẽ tiếp tục khuếch trương, bây giờ nếu chúng ta không bóp chết hắn, tương lai có thể phải trả cái giá còn đắt hơn bây giờ. Vì vậy, chúng ta nhất định phải ra tay. Nói rồi, nàng ta mở mắt nhìn chằm chằm cô gái váy trắng, người này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, chỉ cần giết chết người này, cho dù hắn có yêu nghiệt. Cũng không làm gì được. Ta tin chắc, thế lực khác cũng hiểu đạo lý này, chẳng qua mọi người đều ích kỷ, không muốn xuất đầu lộ diện, mà lần này, Diệp Huyên này tuyên chiến với thượng tộc,
chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta, chỉ cần chúng ta giơ tay hô hào, ắt hẳn sẽ có người nguyện ý cùng chia miếng thịt mỡ thư viện quan huyên này. Ông lão im lặng một lúc rồi nói, người muốn làm thật. Lý Bán Chi gật đầu, cho dù chúng ta và bọn họ hiện tại hòa bình, nhưng tương lai chắc chắn sẽ đối đầu. Nếu sớm muộn gì cũng đánh, vậy sao không nhân lúc làm sớm? Ông lão im lặng một lúc, rồi nói, được, ta ủng hộ ngươi. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ta sẽ sắp xếp. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Ông lão quay người nhìn cô gái váy trắng phía xa, khẽ cười, cũng đến lúc hoạt động gân cốt rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, cười nói, sao muội lại đích thân đến rồi. Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên, khẽ nói, huynh gọi, ta nhất định có mặt. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên bỗng chốc như có dòng nước ấm chảy qua, hắn cười ha ha. Cảm giác được thiên vị, thật sự rất thích. Ngay lúc này, bóng người trên bầu trời bỗng nói, bây giờ mới có chút thú vị. Diệp Huyên nhìn bầu trời, Thanh Nhi, lần này, để tự ta ra tay, muội hỗ trợ cho ta, thế nào? Thanh Nhi kéo tay Diệp Huyên, nói, mọi chuyện nghe theo huynh. Diệp Huyên cười nói, được, đi, huynh muội chúng ta đến thượng tộc. Nói rồi, hắn vung tay áo, thời không phía xa bông nứt ra, một đường hầm thời không xuất hiện. Trên bầu trời, bóng người kia từ trên nhìn Diệp Huyên, ta ở thượng tộc đợi huynh muội các ngươi. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất, cả lốc xoáy cũng biến mất dấu, trong sân khôi phục lại sự yên tĩnh. Diệp Huyên khẽ cười, hắn kéo tay Thanh Nhi giơ lên, sau đó cười nói, hôm nay, ta nói ta vô địch, không quá mức chứ. Ha ha! Nói rồi, hắn kéo theo Thanh Nhi biến mất. Sau khi hai huynh muội biến mất, trong tối mọi người đều lần lượt rút lui. Rất nhanh chóng, trong đại sảnh nhà họ Lý, một bữa tiệc đã được sắp xếp. Người được mời đến, đều là các thế lực lớn đương thời. Người chủ trì chính là Lý Bán Chi của nhà họ Lý. Trên bữa tiệc, Khương Thái U của Quá Khứ Tông và Thái Sơ Chăn của Thái Sơ Tộc cũng có mặt. Hai cô gái đều là cao thủ tuyệt thế đương thời, đương nhiên cũng có tư cách được mời đến. Lý Bán Chi nhìn mọi người ở đây, cười nói, các vị, ta nói thẳng vào việc chính vậy. Miếng thịt mỡ thư viện quan huyên này, chắc hẳn các vị cũng đã ngấp nghé từ lâu rồi. Ta đã điều tra, hiện tại sản nghiệp trong thư viện quan huyên trải khắp cả vũ trụ quan huyên, đạo tinh ít nhất cũng trên 1000 tỷ. Ngoài ra, bọn họ còn có một vũ trụ đang khôi phục linh khí, giá trị của vũ trụ nguyên sinh thái hồi phục linh khí cao đến đâu, không cần tôi phải giới thiệu với mọi người nhỉ. Thái Sơ Chăn nhìn Lý Bán Chi, không nói gì. Khương Thái U cũng chỉ cười không nói. Lúc này, Lý Bán Chi lại nói, mà thư viện quan huyên, chỉ có một vị thiên chi thánh cảnh. Chính là cô gái váy trắng mà lúc này mọi người đã nhìn thấy. Trong điện, mọi người đều im lặng. Lý Bán Chi cười tiếp tục, các vị có lẽ đều biết rõ vũ trụ quan huyên, cũng hiểu rõ vị Diệp công tử này, mọi người chắc hẳn biết rõ, Diệp công tử này sẽ không dừng bước, hắn sẽ tiếp tục mở rộng, cũng có nghĩa là cuối cùng có một ngày, hắn sẽ xảy ra xung đột với các vị ở đây. Mà tính cách người này, các vị cũng thấy rồi, một lời không hợp, đã tuyên chiến. Sau đó không chết không nghỉ. Nói rồi, nàng ta khẽ lắc đầu cười, nếu sau này các vị tiểu bối trong tộc không cẩn thận chọc phải người này, với tính cách người này, các vị nghĩ có thể hòa giải được không? Trong điện, mọi người đều im lặng. Nhưng có nhiều người đều trở nên nghiêm trọng. Thái Sơ Chăn lại liếc nhìn Lý Bán Chi, cười không nói gì. Cô gái này đang đánh cháo khái niệm mà, hơn nữa còn tạo ra cả mối đe dọa. Đương nhiên, chuyện này không liên quan đến nàng ta. Lúc này, Lý Bán Chi lại nói, đương nhiên, ta thừa nhận, sau này bọn họ cũng sẽ có xung đột với nhà họ Lý ta, dù sao vũ trụ quan huyên hắn đã có tiên bảo các. Vì vậy, chúng ta phải cùng chung nhận thức, chính là, lợi ích của mọi người là như nhau. Các vị, nhà họ Lý ta một lòng giữ thế trung lập, nhưng lần này, nhà họ Lý ta nguyện ý dẫn đầu, nhà họ Lý ta nguyện ý đưa ra một vị thiên chi thánh cảnh. Mà nếu các vị cũng nguyện ý đưa ra một vị thiên chi thánh cảnh, thì có thể dễ dàng tập hợp được 10 vị thiên chi thánh cảnh, 10 vị thiên chi thánh cảnh có thể giết chết một thiên chi thánh cảnh, cho dù là kiếm tu, thì nàng ta chắc chắn cũng sẽ chết. Câu nói cuối cùng, vô cùng mạnh mẽ, chấn động lòng người. Chắc chắn sẽ chết. Trong sân, các cao thủ vẫn im lặng. Nhưng rất nhiều người đã mềm lòng.
Lúc này, Thái Sơ Chăn bỗng nó, Thái Sơ tộc ta nguyện ý đưa một vị thiên chi thánh cảnh. Nghe vậy, mọi người nhìn Thái Sơ Chăn cười nói, lời bán chi cô nương nói rất đúng, Diệp Huyên này bụng dạ hẹp hòi, tương lai sẽ là một nhân tố không xác định. Hơn nữa, dã tâm người này rất lớn, sau này chắc chắn bành trướng thế lực, hiện tại nếu chúng ta không liên thủ giải quyết người này, một khi để hắn hoàn toàn trưởng thành, thì đến lúc đó, e rằng chúng ta khó mà giải quyết được người này. Ở bên cạnh, Khương Thái U bỗng nói, Chăn tử cô nương nói rất đúng, người này nhất định phải chết. Quá khứ tông ta nguyện ý đưa hai vị thiên chi thánh cảnh. Hai vị, nghe vậy, mọi người đều ngây người. Lý Bán Chi nhìn Khương Thái U và Thái Sơ Chăn, không thể không nói, nàng ta cũng có phần kinh ngạc, bởi vì nàng ta không ngờ hai người này lại ủng hộ như vậy. Có gì đó không đúng. Mà lúc này, Khương Thái U lại nói, đương nhiên, ta muốn có lợi ích. Nghe vậy, vẻ mặt Lý Bán Chi khẽ cười. Nếu muốn gì đó thì cũng là chuyện đương nhiên. Không có yêu cầu thì chắc chắn chỉ có yêu đương mà thôi. Thái Sơ Chăn liếc nhìn mọi người trong sân, cười nói, các vị, tài vật của vũ trụ quan huyên không ít, còn có vũ trụ tiểu quan nữa, các vị thật sự không muốn sao? Lúc này, một ông lão bỗng nói, tài vật gì đó, đương nhiên là mọi người muốn, nhưng phải chia thế nào đây? Chia thế nào? Trong điện, mọi người đều nhìn Lý Bán Chi. Rõ ràng, rất nhiều người đã có quyết định rồi. Miếng thịt mỡ này, chắc chắn bọn họ muốn, dù sao, đây cũng là chuyện nắm chắc được 9 phần. Lý Bán Chi cười nói, tài vật vũ trụ quan huyên, nhà họ Lý ta không lấy một xu, vũ trụ tiểu quan kia, nhà họ Lý ta cũng không cần, nhà họ Lý ta chỉ cần vật trên người Diệp Huyên kia. Nghe vậy, Thái Sơ Chăn cười nói, Bán Chi cô nương, lợi hại. Trong điện, mọi người đều nhìn Lý Bán Chi đầy thâm ý. Vật trên người Diệp Huyên mà thôi, không hề đơn giản nha, phải biết rằng, những thứ trên người Diệp Huyên không phải loại tầm thường. Đương nhiên, bọn họ cũng không tức giận, nếu nhà họ Lý không yêu cầu gì, bọn họ cũng sẽ không an tâm. Mà hiện tại, nếu mọi người đều có yêu cầu, vậy thì dễ làm rồi. Một lúc sau, mọi người trong điện đều nhất trí. Lý Bán Chi đứng dậy, nàng ta nâng chén rượu, sau đó nói, sau hôm nay, thế gian sẽ không còn vũ trụ quan huyên. Trong điện, mọi người đều nâng rượu, có người hùa theo, cười lớn, chưa từng giết chết thiên chi thánh cảnh, hôm nay, cuối cùng cũng có thể như ý nguyện rồi. Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức cười vang. Thái Sơ Chăn nâng rượu uống cạn, trong lúc đó, nàng ta khẽ nhếch miệng. Khương Thái U ở bên cạnh cũng uống cạn một hơi, cười rất sáng lạn. Tại Thượng Thiên Giới. Không lâu sau, Diệp Huyên đã đến Thượng Thiên Giới cùng Thanh Nhi. Tại cửa ra vào của Thượng Thiên Giới, một ông lão chặn lại hai người. Ông lão nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì ngay sau đó, ánh mắt ông ta thay đổi, tay phải vung lên, một luồng sáng đen xuất hiện. Đột nhiên, không biết thứ gì chém vào luồng sáng đen kia, thoáng chốc cả luồng sáng đen đột nhiên vỡ vụn. Ông lão lập tức bay đi, mà trong lúc bay, thân xác ông ta vỡ vụn từng chút một, chớp mắt chỉ còn lại linh hồn. Thế nhưng, ngay khi ông ta dừng lại, một thanh kiếm đã xuyên qua giữa trán ông ta. Linh hồn ông lão cứng đờ tại chỗ, ông ta kinh sợ nhìn Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên đã điểm tay khẽ lướt. Bù! Ông lão lập tức bị xóa bỏ. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, mạnh không? Thanh Nhi ngẫm nghĩ, sau đó quay đầu liếc nhìn, tinh không rất đẹp. Diệp Huyên đen mặt. Ngay lúc này, Thượng Thiên Giới đột nhiên sôi sục, ngay sau đó, từng luồng hơi thở đáng sợ ùa ra từ trong Thượng Thiên Giới. Diệp Huyên nhìn lên Thượng Thiên Giới, vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng rất bình tĩnh. Hắn không hề hoảng sợ. Hôm nay, đến bao nhiêu người, hắn giết bấy nhiêu. Hắn sẽ tùy hứng vậy đấy. Lúc này, một luồng sáng trắng bỗng xuất hiện trong Thượng Thiên Giới, Diệp Huyên nheo mắt, lao về phía trước, dùng ý làm kiếm, chém mạnh. Luồng sáng trắng kia bị một kiếm chém ngừng lại tại chỗ, nhưng vẫn chưa biến mất, mà ngay lúc này, trong Trường Thiên Giới, lại có thêm một luồng sáng trắng ngưng tụ trong luồng sáng trắng đầu tiên kia. Chớp mắt, Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi ra cả vạn trượng, thế nhưng,
luồng sáng trắng kia vẫn không hề biến mất, ngay sau đó, đã đến trước mặt hắn. Diệp Huyên nheo mắt, vừa suy nghĩ, vô số kiếm ý đã cuộn trào trong thân thể hắn, sau đó hóa thành một thanh kiếm ý chém mạnh xuống. Bù! Luồng sáng trắng kia lập tức bị thanh kiếm ý chém vỡ. Mà ngay lúc này, trên đầu hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bát quái đồ tinh không khổng lồ. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn bát quái đồ tinh không kia, khẽ nhíu mày, đây là muốn chơi trận pháp rồi sao? Đột nhiên, một luồng tinh quang từ tinh không sâu thẳm kia kéo đến, cuối cùng xuyên vào trong bát quái đồ tinh không kia như sao băng. Thoáng chốc, cả bát quái đồ tinh không như sống dậy bắt đầu chuyển động, sau đó, mấy trăm vạn luồng sáng bỗng tràn xuống bát quái đồ kia. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên bỗng trùng xuống. Bản thân chỉ có hai người, mà đối phương lại trực tiếp dùng đến đại trận như vậy, đúng là không mảnh võ đức. Quả thực là hiếp người quá đáng. Thế nhưng, hắn vẫn không để Thanh Nhi ra tay. Lần này, hắn muốn tự mình đánh, còn Thanh Nhi, hắn chỉ đơn thuần gọi đến để giúp đỡ cổ vũ cho mình mà thôi. Diệp Huyên xòe tay, trong lòng bàn tay, vô số kiếm ý nhân gian sôi sục trào ra như sóng biển, mà lần này, hắn trực tiếp dùng đại đạo thần khí và huyết mạch chi lực. Nhưng, hắn vẫn không dùng kiếm Thanh Huyên. Vô số kiếm ý nhân gian hóa thành một thanh kiếm khổng lồ cả vạn trượng phóng thẳng lên trời, trực tiếp lao vào vô số luồng sáng kia. Kiếm xuyên trời xanh. Bùm. Hai luồng sức mạnh ngưng tụ một chỗ, cả tinh không lập tức sôi sục, cuồn cuộn như núi lửa phun trào, vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, kiếm quang của Diệp Huyên càng lúc càng mờ. Lúc này, vẻ mặt Diệp Huyên bỗng hung tợn, hắn đạp mạnh chân phải. Quỳnh. Diệp Huyên lập tức hóa thành một luồng kiếm quang lao thẳng lên trời, sau đó, một luồng kiếm quang trực tiếp chém vào bát quái đồ tinh không. Bùm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp tinh không, vô vàn sóng xung kích lan rộng, chớp mắt đã lan ra ngoài cả mấy trăm vạn trượng. Trong tinh không, Diệp Huyên cầm kiếm đứng thẳng, kiếm ý nhân gian sôi sục không ngừng tuôn ra từ trong thân thể hắn như một làn khí, mà bát quái đồ tinh không trên đầu hắn cũng đã biến mất. Diệp Huyên nhìn trường thiên giới, vẻ mặt vô cảm, chỉ vậy. Chỉ vậy. Âm thanh rất bình tĩnh, nhưng lại đầy sự coi khinh không hề che giấu. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ trường thiên giới kia, đã xem nhẹ ngươi rồi. Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên chậm chậm bước ra. Sau khi người đàn ông trung niên bước ra, gã vung tay áo, thời không trong vòng mấy trăm vạn dặm đột nhiên trở nên bình thường. Vô số sóng khí kia lập tức tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Bán bộ thiên chi thánh cảnh. Người đến chính là tộc trưởng thượng tộc hiện tại, trường thượng tĩnh. Đương nhiên thượng tộc không cử thiên chi cảnh đến đối phó với Diệp Huyên, bởi vì Diệp Huyên đã có thực lực giết được thiên chi cảnh, cử thiên chi cảnh đến đối phó cũng chỉ là dâng đầu người lên thôi. Diệp Huyên đánh giá thượng tĩnh, ánh mắt có chút phấn khích. Cuối cùng cũng cử ra cao thủ thật rồi. Không thể không nói. Đối với hắn mà nói, thiên chi cảnh thực sự quá yếu. Hoàn toàn không đủ để hắn đánh. Bán bộ thiên chi thánh cảnh, hắn mới có được chút phấn khích. Thế nhưng ngay lúc này, thượng tĩnh kia lại nhìn cô gái váy trắng bên cạnh, gã quan sát cô gái váy trắng, cười nói cả đời này của ta, bất kỳ cảnh giới này cũng có thể vượt cấp đánh được. Hôm nay, tại hạ bất tài, muốn dùng bán bộ thiên chi thánh cảnh giết cô nương. Nói rồi, gã vung tay phải, chớp mắt. Một luồng khí thế kinh người sôi sục tuôn ra từ trong thân thể gã, lúc này, tinh vực trong vòng mấy nghìn vạn dặm lập tức rung chuyển, vô số cao thủ đều nhìn lên bầu trời, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ! Đây là ai? Mà lại mạnh đến vậy? Ở bên kia, một hòa thượng nhìn thượng tĩnh phía xa, Vô Biên, người này đánh được vị thiên mệnh đại lão không? Vô Biên chủ nhìn Tăng Vô vội chắp hai tay, ta nghĩ. Có lẽ là đánh không được. Vô Biên chủ nhìn cô gái váy trắng, lạnh nhạt nói, khắp thiên hạ này, chỉ có ta có thể đỡ được một kiếm của nàng ta. Không, đừng nói là một kiếm, mười kiếm ta cũng có thể đỡ được. Nghe vậy, Tăng Vô và Thần Minh đều nhìn Vô Biên, vẻ mặt kinh ngạc. Vô Biên che giấu thực lực sao? Lúc này, Vô Biên nói, không phải ta chém gió, kiếm đầu tiên,
ngoài việc ta kêu thành tiếng thì chín kiếm còn lại ta sẽ không còn âm thanh gì nữa, các ngươi tin không? Hai người trong tinh không, nhìn thấy Thượng Tĩnh trực tiếp thách đấu với Thanh Nhi, Diệp Huyên cũng nhíu chặt mày. Bản thân mình trông không giống một cao thủ sao? Diệp Huyên rất buồn bực. Hắn đi đến bên cạnh Thanh Nhi, hắn nhìn Thanh Nhi, vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, đối với thách đấu của Thượng Tĩnh, nàng chỉ thờ ơ không quan tâm. Còn Thượng Tĩnh lúc này lại cố ý ngẩng đầu, khí thế bừng bừng. Dùng yếu đánh mạnh. Đây là khí phách gì chứ? Thế nhưng, lúc này Thượng Tĩnh lại rất phẫn nộ. Bởi vì gã bị ngó lơ rồi. Cô gái trước mặt này, lại không buồn nhìn gã, cảm giác đó giống như gã mới là một tên hề vậy. Cảm giác phẫn nộ và sỉ nhục sôi sục trong lòng gã. Thượng Tĩnh chậm bước về phía Thanh Nhi, một bước dẫm xuống, cả đất trời đều rung chuyển. Đất trời không chịu nổi uy lực của một bước chân. Thượng Tĩnh tức giận nhìn Thanh Nhi, chiến đi. Âm thanh rung chuyển cả thế giới. Thanh Nhi nhìn Thượng Tĩnh, lúc này, Diệp Huyên vội nói, để ta. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên nghiêm túc nói, để ta. Hắn biết, nếu Thanh Nhi ra tay, có nghĩa địa đồ sẽ kết thúc. Vậy thì nhanh quá. Phải chậm chút. Thực lực hiện tại của hắn có thể ra vẻ ở nơi này, nếu bây giờ đổi, hắn sợ mình lại biến thành kẻ cùi bắp mất. Không thể để Thanh Nhi kết thúc. Diệp Huyên đi về phía Thượng Tĩnh, hắn vẫn không muốn dùng đến kiếm Thanh Huyên, một kiếm này, hắn nuôi dưỡng lâu như vậy, đương nhiên không thể dùng dễ dàng như vậy được. Nhìn thấy Diệp Huyên, Thượng Tĩnh nhíu mày, đối thủ của ta không phải ngươi. Nói rồi, gã tức giận chỉ Thanh Nhi, đối thủ của ta là nàng ta. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ngươi đừng nghĩ nhiều vậy làm gì. Ta không để nàng ấy ra tay, từ một góc độ khác mà nói. Là đang cứu vớt cho mấy tỷ sinh linh vũ trụ, thật đó, lần này ta không lừa người. Thượng Tĩnh vẫn còn muốn nói gì đó thì lúc này, Diệp Huyên bỗng biến mất. Thượng Tĩnh nheo mắt, vung tay, chớp mắt, một vùng kiếm quang bỗng nổ tung trước mặt gã. Ầm ầm. Một vùng kiếm quang chấn động cả bầu trời. Lúc này, Thượng Tĩnh bỗng bước lên trước một bước, đánh ra một quyền, một luồng quyền mang màu vàng bỗng tuôn ra. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, cả người Diệp Huyên lập tức bay lùi cả mấy vạn dặm. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn bỗng chảy máu. Mạnh thật. Ánh mắt Diệp Huyên đầy vẻ phấn khích, thực lực Thượng Tĩnh này thực sự mạnh hơn hắn dự liệu nhiều. Rất thú vị. Diệp Huyên nhếch miệng cười, đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, vô số kiếm ý nhân gian xung quanh bắn về phía Thượng Tĩnh xối xả như mưa, mà lúc này, Diệp Huyên bỗng điểm tay chém xuống, thoáng chốc, hàng vạn kiếm quang ngưng tụ tại một chỗ, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém về phía Thượng Tĩnh kia. Thấy vậy, ánh mắt Thượng Tĩnh bỗng trở nên hung tợn, hắn bước lên một bước, lại lập tức đánh ra một quyền, khoảnh khắc đánh quyền, vô số thần quang màu vàng tuôn ra. Hai người đều chiến đấu trực diện. Rầm rầm. Đột nhiên, tiếng nổ nhức tai vang vọng khắp tinh không vũ trụ, sau đó, vô số kiếm quang nổ tung chấn động xung quanh, từng làn sóng khí chấn động kinh người chỉ trong chớp mắt đã mở rộng đến mấy trăm vạn dặm tinh không vũ trụ sâu thẳm xung quanh, vô số tinh không vũ trụ lập tức sôi sục, sau đó bị chôn vùi từng chút một. Trong tinh không, Diệp Huyên liên tục lùi xa mấy vạn trượng, sau khi hắn dừng lại, mười mấy thanh kiếm ý chậm chậm bay lượn xung quanh người hắn. Ở phía xa, Thượng Tĩnh kia nhìn Diệp Huyên, ánh mắt có chút nặng nề. Giao đấu một trận, gã phát hiện, thiếu niên trước mặt này không hề yếu như gã tưởng. Không thể coi thường. Là một cao thủ bán bộ thiên chi thánh cảnh, gã biết rõ, rất nhiều cao thủ đều chết do bản thân đã sơ suất và coi nhẹ. Nghĩ đến đây, Thượng Tĩnh chậm chậm siết chặt tay phải, một luồng sức mạnh kinh khủng bỗng ngưng tụ trong lòng bàn tay gã. Ở phía xa, Diệp Huyên nhìn Thượng Tĩnh, phấn khích không thôi. Chiến. Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Bù. Một luồng kiếm quang chợt lóe lên trong sân. Ở phía xa, ánh mắt Thượng Tĩnh kia trở nên hung tợn, gã bước một bước lên trước, đánh ra một quyền, trong quyền này bỗng tuôn ra cả vạn luồng sáng vàng, chớp mắt, cả tinh không vũ trụ lập tức nứt ra từng chút một. Mà lúc này, một luồng kiếm quang bóng chém thẳng từ trên đầu gã xuống.
Kiếm quang như thác nước, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa, vô cùng đáng sợ. Rầm. Một kiếm này của Diệp Huyên chém xuống, một vùng kiếm quang lập tức nổ tung, sau đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyên. Sau khi dùng một quyền đánh bay Diệp Huyên, Thượng Tĩnh khẽ nhếch miệng khinh thường, gã bước ra một bước, đang định ra tay thì lúc này, gã như cảm nhận được gì đó, ánh mắt bỗng thay đổi, hai tay đưa lên chặn ngang trước người. Bù! Một luồng kiếm quang bỗng lướt qua vai gã. Thượng Tĩnh liên tục lùi về sau, mà trong lúc lùi lại, từng luồng kiếm quang nhỏ bé không ngừng chém quanh người Thượng Tĩnh. A! À. Ngay lúc này, Thượng Tĩnh đột nhiên giống lên, đạp mạnh chân phải, hai tay run rẩy, một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong thân thể hắn tuôn ra, thoáng chốc, luồng kiếm quang kia bỗng bị đánh bay. Ở phía xa, Diệp Huyên xòe tay, kiếm vô rơi vào trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn Thượng Tĩnh phía xa, vẻ mặt trùng xuống. Một kiếm vừa nãy, thực ra đã đán bất ngờ rồi. Hơn nữa, hắn lựa chọn vào lúc đối phương buông lỏng nhất mới sử dụng kiếm vô, thế nhưng, vẫn không thể giết chết đối phương. Bán bộ thiên chi thánh cảnh. Cảnh giới này mạnh hơn thiên chi cảnh rất nhiều. Lúc này, Thượng Tĩnh đột nhiên trầm giọng nói, một thanh thần kiếm tốt. Tuy gã đỡ được một kiếm kỳ lạ này của Diệp Huyên, nhưng khắp người gã đều đầy vết kiếm, nếu không phải gã phản ứng đủ nhanh, thì có thể gã đã bị thanh kiếm kia phanh thây thành vụn rồi. Thượng Tĩnh nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ngươi sao? Nếu phải, vậy ta có thể tuyên bố, hôm nay chắc chắn ngươi phải chết. Ở bên cạnh, Thanh Nhi khẽ nhíu mày, nàng liếc nhìn Thượng Thiên Giới bên cạnh, không nói gì. Nghe thấy lời của Thượng Tĩnh, Diệp Huyên nhếch miệng cười, vậy sao? Đến đi. Vừa nói xong, hắn bỗng hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Bù! Một luồng kiếm quang bỗng xé rách không trung xuyên qua. Ở phía xa, Thượng Tĩnh nhếch miệng đầy khinh thường, gã bỗng biến thành một luồng sáng vàng biến mất. Rầm! Một làn sóng khí đáng sợ sôi sục trong sân, lúc này, vô số vũ trụ tinh hà lập tức sôi sục. Nhìn luồng sáng vàng đầy khí thế kia, Diệp Huyên nhếch miệng hung tợn, sau đó, huyết mạch phong ma trong thân thể hắn lập tức khởi động, huyết mạch chi lực vô biên vô tận và kiếm ý nhân gian ngưng tụ vào kiếm ý trong tay phải hắn, không chỉ vậy, hắn còn trực tiếp sử dụng đại đạo thần khí. Chém! Âm thanh của Diệp Huyên bỗng vang vọng trong sân, sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc bỗng vang vọng khắp như sấm, tiếp đó, hai bóng người liên tục lùi về sau. Trong lúc lùi lại, ánh mắt Thượng Tĩnh kia bỗng thay đổi, vội vàng đưa tay chắn ngang. Ầm. Một luồng kiếm quang nhỏ bé lập tức chém vào vai trái gã, Thượng Tĩnh lập tức lùi ra xa mấy vạn trượng, mà khi gã vừa dừng lại, kiếm quang kia lại xuất hiện, lần này, kiếm quang trực tiếp chém vào hai mắt gã. Thượng Tĩnh sợ hãi trong lòng, dựa vào ý thức bản năng chiến đấu mạnh mẽ, hai tay hắn chập lại hướng về phía trước. Rầm. Vừa chắp tay, kiếm vô đã bị kẹp lại, thế nhưng sau đó, mười mấy luồng kiếm quang lập tức chém vào khắp nơi trên người gã. Ầm. Một vùng kiếm quang nổ tung từ trên người Thượng Tĩnh liên tục lùi lại, nhưng gã không dám thả kiếm vô kia ra. Thanh kiếm này có sức uy hiếp rất lớn với gã. Trong sân, vô số phi kiếm không ngừng chém về phía Thượng Tĩnh, dưới sự tấn công của phi kiếm, Thượng Tĩnh không ngừng lùi về sau. Thấy vậy, vẻ mặt các cao thủ thượng tộc đang ẩn nấp bỗng trở nên khó coi. Thượng Tĩnh bị trấn áp rồi. Hơn nữa, lúc này phi kiếm trong sân cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, sau khi lùi đến mười mấy vạn trượng, Thượng Tĩnh bỗng giữ lấy kiếm vô, sau đó quét ngang về phía trước. Bùm! Một vùng kiếm quang nổ tung, vô số phi kiếm lập tức bị đánh bay. Mà lúc này, Thượng Tĩnh thuận theo nắm lấy kiếm vô, sau đó ném mạnh về phía Diệp Huyên. Bù! Kiếm vô lập tức biến thành một luồng sáng vàng lao về phía Diệp Huyên, những nơi kiếm vô lướt qua, thời không lập tức bị xóa bỏ, có thể thấy sức mạnh đáng sợ đến nhường nào. Ở phía xa, Diệp Huyên nheo mắt, hắn không né không tránh, mà để mặc kiếm vô xuyên vào trước ngực hắn. Ầm. Kiếm vô vừa xuyên vào trước ngực, một luồng sức mạnh kinh người bùng nổ trong thân thể hắn, sau đó nhanh chóng bị hắn hấp thụ. Đương nhiên, hắn không hấp thụ kiếm vô, mà chỉ là lấy sạch sức mạnh của kiếm vô. Thấy vậy,
vẻ mặt Thượng Tĩnh ở phía xa rất khó tin, sao có thể? Diệp Huyên vung tay, một luồng sức mạnh tuôn ra, sau đó, hắn lấy một viên đan dược nuốt xuống. Đây chính là đan dược mà Tần Quan bảo đan thần luyện chế cho hắn. Đan dược vừa vào cơ thể, vết thương trên người hắn lập tức tự chữa lành với tốc độ nhanh chóng. Thấy vậy, sắc mặt Thượng Tĩnh lập tức trở nên khó coi. Lúc này, thân thể chưa hoàn toàn vỡ vụn, bởi vì vừa nãy có vô số kiếm quang bảo vệ cho gã, nhưng, thân xác gã lúc này cũng không khác gì một thân xác vỡ vụn. Cả thân xác, ít nhất cũng có mấy nghìn vết kiếm. Thượng Tĩnh hít sâu một hơi, sau đó nói, không thể không nói, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nói rồi, gã tiến lên một bước, xòe tay phải, sau đó nói, mượn thế. Mượn thế. Vừa dứt lời, tinh không sau lưng hắn chừng vạn trượng đột nhiên rung chuyển, sau đó, một lốc xoáy tinh không màu đen khổng lồ bỗng xuất hiện trong sân. Cao thủ thiên chi thánh cảnh thật sự, thì không cần mượn thế của tinh không vũ trụ đạo môn, nhưng, gã không phải thiên chi thánh cảnh thực sự, vì vậy, gã chỉ có thể chọn cách mượn thế. Đương nhiên, gã không phải thiên chi cảnh bình thường, lần này mượn thế, hắn trực tiếp mượn 300 vạn thế tinh không vũ trụ. Trong lốc xoáy tinh không khổng lồ kia, từng khí thế kinh khủng lao về phía Thượng Tĩnh tựa như sao băng, lúc này, một áp lực hủy thiên diệt địa bỗng xuất hiện trong sân, cả vũ trụ bắt đầu trở nên hư ảo. Ở bên cạnh, Diệp Huyên nhìn lốc xoáy tinh không, vẻ mặt bình tĩnh, lại mượn đúng chứ. Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên trong lốc xoáy tinh không. À, âm thanh quen vậy, chết tiệt, ngươi là vua dựa dẫm. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện trong sân, lúc nhìn thấy Diệp Huyên. Người này lập tức sững sờ, thế nhưng khi thấy Thanh Nhi bên cạnh, cả người này giống như bị sét đánh, trống rỗng, sau đó lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, tại hạ là vũ trụ tinh không thần mới nhậm chức. Bái kiến thiên mệnh đại lão, ta không biết là người và vua, và Diệp công tử, ta dập đầu vài cái trước. Nói xong thì lập tức bắt đầu dập đầu. Dập đầu. Người đàn ông vừa xuất hiện cũng không hoa hòe hoa sói, mà thật sự dập đầu. Giờ phút này, y đã sắp tuyệt vọng. Vũ trụ tinh không thần đời trước vì sao mà mất? Chính là bị vị đại lão thiên mệnh trước mặt đây một kiếm chém chết, mà sau khi y nhậm chức, cái mông này còn chưa ngồi ấm chỗ đây. Giờ phút này y cũng suy sụp, mẹ nó, lão tử vừa mới nhậm chức đã gặp phải chuyện như vậy. Chẳng lẽ bản thân bị chủ nhân an bài rồi? Nghĩ vậy, người đàn ông liền đổ mồ hôi lạnh. Mẹ nó! Giờ phút này, y thật sự khóc không ra nước mắt. Mà một bên, Thượng Tĩnh kia đã hóa đá tại chỗ. Đây là cái thao tác gì? Quỳ xuống rồi. Một vị cường giả bán bộ thiên chi cảnh, hơn nữa còn là thần của đạo môn, thế nhưng cứ như vậy mà quỳ xuống rồi. Giờ phút này, đầu óc gã trống rỗng. Thanh Nhi thản nhiên nhìn thoáng qua vũ trụ tinh không thần vẫn đang dập đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên suy nghĩ. Sau đó nói, ngươi đi đi. Nghe vậy, người đàn ông kia ngây người, nhưng y rất nhanh đã phản ứng lại, chuẩn bị chạy, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, thiên chi cảnh có thể mượn thế, đúng không? Người đàn ông vội vàng gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn người đàn ông, ta cũng mượn được không? Người đàn ông vội vàng gật đầu, có thể. Diệp Huyên có chút tò mò, mượn thế, cần trả giá gì? Người đàn ông vội nghiêm mặt nói, nếu là người khác, đương nhiên là cần phải trả cái giá rất lớn, nhưng Diệp công tử, không cần trả giá gì cả. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói, cậy mạnh hiếp yếu, không phải thái độ làm người của ta. Ngươi nói thẳng trả giá gì đi. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, trong trường hợp bình thường sẽ chia làm hai loại, một loại là ân huệ, loại khác là trả đạo tinh, mượn một lần, ít nhất 3 tỷ đạo tinh trở lên. Mượn càng nhiều, phải trả càng nhiều, ví dụ như, nếu như mượn 3 triệu vũ trụ chi thế, ít nhất phải trả 10 tỷ đạo tinh. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó nói, vừa rồi ngươi nói ta không cần phải trả giá gì cả. Người đàn ông hơi do dự, gật đầu. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta cảm thấy ngươi nói rất tốt. Người đàn ông biểu cảm cứng đờ. Đây là thái độ làm người của ngươi. Diệp Huyên nói, đến khi ta cần. Làm thế nào để liên hệ với ngươi? Người đàn ông trầm giọng nói, sau khi cậu đạt đến thiên chi cảnh, có thể cảm ứng đạo đình đạo môn,
Nói đến đây, y đột nhiên nhớ tới Diệp Huyên vẫn chưa đạt đến thiên chi cảnh, vì thế, y do dự một lát, sau đó lấy một chiếc lệnh bài ra đưa cho Diệp Huyên, sau đó nói, nếu như người cần, thì gọi điện thoại cho ta. À không phải, là phát tin tức cho ta, sau đó ta phối hợp cậu. Diệp Huyên nhận lấy lệnh bài, sau đó nói, ngươi là người của hệ Ngân Hà à? Người đàn ông khẽ gật đầu, từng rèn luyện ở hệ Ngân Hà vài năm. Diệp Huyên nhíu mày, rèn luyện ở hệ Ngân Hà. Người đàn ông gật đầu, chủ nhân bảo ta đi rèn luyện, để ta bắt đầu từ một người bình thường, cho nên, ta đã ở rể ở hệ Ngân Hà mấy chục năm. Diệp Huyên nhíu mày, ở rể. Người đàn ông hơi do dự, sau đó gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên có chút tò mò, làm ở rể có vui không? Người đàn ông nhìn thoáng qua Diệp Huyên, rất ra vẻ. Bố mẹ vợ, em vợ và cả vợ đều khinh thường ta, bọn họ cho rằng ta là tên ăn bám vợ, nhưng, trên thực tế ta là một đại lão tu tiên. Nói xong, y nhất thời trở nên có hơi hưng phấn, người có biết bộ dạng của bọn họ sau khi biết thân phận thật sự của ta không? Ta! Nói đến đây, y dường như nhớ đến điều gì, vội vàng câm mồm. Mẹ nó! Ở hệ Ngân Hà, bản thân ra vẻ lợi hại, nhưng hiện tại, y hình như biến thành bị choáng váng bởi người khác làm màu rồi. Diệp Huyên nghe những gì người đàn ông nói, sắc mặt lập tức tối sầm, cả ngày làm ra vẻ là không tốt, người phải đọc sách nhiều hơn, biết không? Người đàn ông vội vàng gật đầu, vâng vâng, Diệp Thiếu nói phải, ta trở về sẽ đọc sách. Diệp Huyên cười nói, xưng hô với người thế nào? Người đàn ông nói, Lâm Viêm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, người đi đi. Khi nào cần, ta sẽ liên hệ với ngươi. Lâm Viêm vội vàng cung kính hành lễ, Diệp Thiếu bảo trọng. Nói xong, y lập tức xoay người biến mất ở sâu trong tinh không. Bên kia, Tăng Vô chắp hai tay, đạo môn trở nên thông minh hơn rồi. Vô Biên lạnh nhạt nói, nếu không thông minh, bọn họ sẽ không gọi là đạo môn, mà gọi là diệt môn rồi. Tăng Vô. Xa xa. Lúc này, Diệp Huyên xoay người nhìn về phía Thượng Tĩnh, người còn mượn thế nữa không? Thượng Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Huyên, vì sao người của đạo môn lại sợ các ngươi như vậy? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, người đoán xem. Sắc mặt Thượng Tĩnh trở nên vô cùng khó coi. Thực ra giờ phút này, gã đã bắt đầu có chút hối hận rồi. Hắn biết, hai người trước mặt không đơn giản như những gì hắn nghĩ, nhưng giờ phút này... Gã và thượng tộc đã ở thế cưỡi trên lưng hổ, lúc này cũng không thể cầu xin tha thứ đi. Tôn nghiêm đâu? Chính trực đâu? Lúc này, không thể sợ. Bằng không, về sau thượng tộc không thể ngẩng đầu nổi. Nghĩ đến đây, trong mắt Thượng Tĩnh hiện lên một tia giận dữ, gã bước lên trước một bước, vô số kim quang thổi quét ra từ trong cơ thể giống như núi lửa phun trào, sau đó nghiền ép về phía Diệp Huyên tựa như nước lũ cuồn cuộn. Ầm vang! Giờ phút này, thời không nơi đây bắt đầu bị mai một từng chút một. Xa xa, Diệp Huyên híp mắt lại, hắn bước lên trước một bước, kiếm vực nhân gian đột nhiên xuất hiện, khi vô số kim quang tràn vào trong kiếm vực nhân gian, sắc mặt Diệp Huyên trở nên tái nhợt trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó, hắn giống giật, chạm. Thanh âm vừa dứt, vô số kiếm quang đột nhiên xuất hiện trong kiếm vực nhân gian, vô số kiếm quang này xé rách khắp nơi. Sau vài giây, những kim quang trong kiếm vực nhân gian đều đã bị xóa sổ. Thượng Tĩnh nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi, mà lúc này, một thanh kiếm chém tới trước mặt gã lặng lẽ không một tiếng động. Kiếm vô. Thượng Tĩnh trong lòng sợ hãi, hai tay chắn ngang. Ầm. Theo một mảnh kiếm quang bùng nổ, Thượng Tĩnh bị lùi xa mấy vạn trượng, mà lần này, khi gã dừng lại, thân thể tan nát, mà lúc này, kiếm quang kia lại xuất hiện lần nữa. Thượng Tĩnh nhìn thấy cảnh này, đồng tử mắt chợt co lại, trong lòng nguội tàn. Gã biết, mình không thể ngăn được một kiếm này. Một kiếm này, thật sự là quá nhanh. Chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn thì không thể ngăn nổi, hơn nữa, một kiếm này còn khắc chế linh hồn. Thượng Tĩnh cười tự giễu. Gã chưa từng nghĩ, chính mình lại chết trong tay một người có cảnh giới thấp hơn mình nhiều như vậy. Đương nhiên cũng có chút không cam lòng. Bởi vì nếu vừa rồi gã có thể mượn thế, thì tuyệt đối có lòng tin có thể chém giết Diệp Huyên, phải biết rằng, sau khi mượn thế, gã mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực.
Mượn thế và không mượn thế, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đúng lúc này, một lực lượng vô hình đột nhiên chặn kiếm vô lại. Thượng Tĩnh sửng sốt. Xa xa, Diệp Huyên nheo mắt, kiếm Thanh Huyên và vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo, hắn rất tự nhiên bước đến bên cạnh Thanh Nhi. Bên cạnh Thượng Tĩnh, một ông lão chậm chậm đi tới. Ông lão mặc chiếc áo vải rất đơn giản, để một chòm râu dê nhỏ, lưng hơi gù, nhưng ánh mắt ông ta lại vô cùng lợi hại. Hơn nữa, hơi thở thâm trầm như tinh không mênh mông, gây cho người khác một áp lực vô hình. Thiên Chi Thánh Cảnh. Diệp Huyên nhìn thoáng qua ông lão, Thiên Chi Thánh Cảnh của thượng tộc rốt cục cũng không nhịn nổi nữa rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên nhìn về phía Thanh Nhi, vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh như nước, thấy Diệp Huyên nhìn sang, nàng cười nói, làm sao vậy? Diệp Huyên chỉ ông lão. Thanh Nhi chớp chớp mắt, dọn chiến trường. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, ta đánh một chút trước đã. Thanh Nhi gật đầu, được. Diệp Huyên cầm tay Thanh Nhi, cười ầm. Giờ phút này, hắn hiểu được như thế nào là sự tự tin. Cái gì là tự tin? Đây chính là tự tin. Giờ phút này, hắn thật sự có một loại tự tin không thể giải thích được, lão tử là vô địch. Xa xa, Thượng Tĩnh đi đến bên cạnh ông lão hơi hành lễ, lão tổ. Ông lão lạnh nhạt nói, có cảm nghĩ gì? Thượng Tĩnh nhất thời có hơi xấu hổ, cháu vô năng. Ông lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Thượng Tĩnh, người cũng biết, nếu như một bước kia không bước ra, sẽ vĩnh viễn là người phàm, chỉ có thật sự bước một bước kia ra, người mới có thể hiểu được đó là một thế giới như thế nào. Thượng Tĩnh trầm lặng. Lúc trước, gã cho rằng mình hiện tại không khác biệt là mấy so với Thiên Chi Thánh Cảnh chân chính, nhưng mà, sự thật lại rất tàn khốc. Gã tuyệt đối không có khả năng đỡ được kiếm của Diệp Huyên một cách dễ dàng như vậy, nhưng là, tổ tiên nhà mình lại có thể. Lúc này, ông lão lại nói, lần này chịu nhục, cũng không phải chuyện xấu, nếu ngươi có thể cân bằng lại tâm thái, nhìn thẳng vào chính mình một lần nữa, tương lai không lâu sau, hẳn là có cơ hội rất lớn bước ra một bước kia, đạt tới thánh cảnh. Thượng Tĩnh hành lễ thật sâu, cháu hiểu rồi. Ông lão khẽ gật đầu, sau đó ông ta lại nhìn về phía Diệp Huyên ở xa xa, ông ta nhìn đánh giá Diệp Huyên một lượt, sau đó nói, không thể không nói, ngươi làm cho lão phu rất bất ngờ. Còn trẻ như vậy, thế nhưng lại có được chiến lực đáng sợ như thế, nếu là cho ngươi phát triển dần, tương lai sợ là Thiên Chi Thánh Cảnh cũng không phải đối thủ của ngươi. Diệp Huyên cười nói, phải không? Ông lão khẽ cười nói, đáng tiếc, người vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Nói xong, ông ta nhìn sang cô gái váy trắng bên cạnh, Thiên Chi Thánh Cảnh trên thế gian này, lão phu cơ bản đều quen biết, nhưng lại chưa từng nghe nói qua về ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thanh Nhi nhìn thoáng qua ông lão, không nói lời nào. Coi thường. Ông lão nhìn thấy ánh mắt của Thanh Nhi, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, thế nào, lão phu còn không có tư cách khiến ngươi ra tay. Nói xong, ông ta phóng xuất ra một khí thế đáng sợ, khí thế này mới vừa xuất hiện, cả tinh không lập tức biến thành trong suốt, sau đó dần biến mất từng chút một. Chỉ một luồng khí thế đã muốn nghiền nát cả vũ trụ tinh không. Các cường giả thượng tộc ở đây nhìn thấy cảnh này, nhất thời trở nên hưng phấn. Vô địch. Giờ phút này, vô số cường giả thượng tộc bắt đầu hoan hô. Đây chính là Thiên Chi Thánh Cảnh vô địch. Nhưng mà, khí thế khủng bố kia vừa đến trước mặt cô gái váy trắng đã lập tức biến mất không chút tung tích. Ông lão sửng sốt. Lúc này, Thanh Nhi đến gần Diệp Huyên, huynh, nếu huynh không ra tay, thì ta ra tay đây. Nếu ta ra tay, thì huynh ngay cả một con kiến cũng không giết được. Diệp Huyên. Xa xa, lão tổ thượng tộc kia còn muốn nói cái gì, mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên bước lên phía trước một bước. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cười khẽ thế nào, người muốn đánh với ta. Diệp Huyên cười nói, không được sao. Ông lão cười cười, người trẻ tuổi có chút thực lực, liền cho rằng mình vô địch thiên hạ, không biết trời cao đất rộng, loại người giống như ngươi, có thể sống đến bây giờ, cũng coi như là một chuyện lạ nhân gian. Diệp Huyên cũng không tức giận, hắn lại bước lên trước, ngay sau đó, hắn rút mạnh kiếm Thanh Huyên ra. Ông! Một tiếng kiếm đột nhiên phóng lên cao, vang vọng vũ trụ chư thiên vạn giới. Một nhát kiếm Thanh Huyên. Huyết mạch chi lực.
khí đại đạo, kiếm ý nhân gian. Quan trọng nhất là, một kiếm này trực tiếp lấy ông lão làm tọa độ, bất chấp tất cả vật cản thời không. Có thể nói, đây là một kiếm mạnh nhất của Diệp Huyên hiện nay. Khi Diệp Huyên xuất một kiếm này, đồng tử mắt ông lão chợt co rụt lại, trên mặt không còn ung dung nhẹ nhàng lúc trước, giờ phút này, trong mắt ông ta chỉ có vẻ chấn động và khó có thể tin. Tại thời khắc mấu chốt này, ông lão đương nhiên không lựa chọn ngồi chờ chết, ông ta nắm chặt hai tay. Ầm. Một lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong cơ thể ông ta. Kiếm tới. Ầm vang. Theo một mảnh kiếm quang bùng nổ, ông lão lập tức lùi xa hơn 10 vạn trượng, mà thượng thiên giới nơi ông lão đứng lúc trước đã ầm ầm vỡ tan dưới một kiếm kia, hóa thành một mảnh hư vô. Mà khi ông lão dừng lại, thân thể ông ta dần biến mất từng chút một, cuối cùng chỉ còn linh hồn, mà linh hồn của ông ta cũng nhanh chóng tan biến. Ông lão từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên xa xa, giờ phút này thân thể Diệp Huyên cũng không còn. Một kiếm vừa rồi, lực lượng quá mạnh mẽ, trong khoảnh khắc xuất kiếm kia, thân thể hắn không chịu nổi, trực tiếp vỡ tan. Giờ phút này, Diệp Huyên cũng là vô cùng suy yếu. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, lợi hại. Mà giờ phút này, linh hồn ông ta cũng không còn tiếp tục bị tan biến nữa. Xa xa, Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này, trầm lặng, ngay sau đó, hắn vừa động tâm niệm, kiếm Thanh Huyên đột nhiên lại bay ra. Nhất kiếm định hồn. Một kiếm này chém ra, xa xa, ông lão kia nheo mắt, ông ta phất tay áo lên, một lực lượng khủng bố thổi quét ra từ trong tay áo ông ta. Ầm vang. Kiếm Thanh Huyên của Diệp Huyên bị chặn lại. Diệp Huyên nhíu mày, năng lượng này của đối phương không phải sức mạnh linh hồn. Lúc này, ông lão kia bỗng nhiên nói, không thể không nói, ta đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi so với ta nghĩ còn. Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Suy. Một sợi kiếm quang chợt lóe qua, nhanh đến cực hạn. Kiếm Thanh Huyên. Trong mắt ông lão hiện lên một tia dữ tợn. Tay trái ông ta vẽ một vòng, tay phải vẽ một hình cầu. Đột nhiên, kiếm Thanh Huyên bị cố định ở trước mặt ông ta. Diệp Huyên nhìn thấy một màn này, sững người. Ông lão nhìn Diệp Huyên, gằn giọng nói, để ta nói cho người biết thế nào là thiên chi thánh cảnh. Thanh âm vừa dứt, ông ta đột nhiên bước lên trước một bước này bước ra, thời không hắc ám xung quanh giống như bị đóng băng lại. Sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Giờ phút này, hắn cảm giác như mình bị một lực lượng thần bí khóa chặt, căn bản không thể nhúc nhích. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, biết đây là cái gì không? Đây gọi là nhà tù chư pháp, có thể khóa hết thảy vạn vật trong trời đất. Diệp Huyên không quan tâm ông lão lắm lời này, hắn thật ra cũng có chút không hiểu nổi, vì sao mấy cường giả này lại thích nói nhiều lời khi đánh nhau. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, gọi kiếm Thanh Huyên về, nhưng mà giờ phút này, kiếm Thanh Huyên vẫn bị cố định tại chỗ như trước, hắn có thể cảm nhận được, nhưng kiếm Thanh Huyên lại không cách nào nhúc nhích. Lực lượng kia thật sự quá mạnh mẽ. Diệp Huyên nắm chặt tay phải, vô số kiếm ý nhân gian trào ra. Nhưng mà, kiếm ý vừa xuất hiện, cũng là bị cố định ở quanh người hắn, không thể tiết ra ngoài. Xa xa, ông lão châm chọc nói, con kiến dễ chết. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó, kiếm vực xuất hiện. Kiếm vực nhân gian. Diệp Huyên đột nhiên gần giọng nói, phá. Thanh âm vừa dứt, vô số kiếm ý nhân gian đột nhiên răng ra khắp nơi từ trong kiếm vực. Ầm vang. Khu vực thời không nơi Diệp Huyên đứng đột nhiên phát ra tiếng, răng rắc, tựa như có gì đó vỡ tan, mà Diệp Huyên khôi phục bình thường. Ông lão nhìn thấy một màn này, nhất thời sửng sốt, làm sao có thể. Diệp Huyên đột nhiên lao đến trước kiếm Thanh Huyên, hắn một tay nắm lấy kiếm Thanh Huyên, kiếm vực lần nữa mở rộng ra, trực tiếp bao trùm lấy ông lão, ngay sau đó, vô số kiếm quang lập tức bao phủ ông lão. Suy! Trong nháy mắt, nơi đây vang lên từng tiếng cắt khủng bố. Ầm vang! Đúng lúc này, trong kiếm vực của Diệp Huyên đột nhiên bộc phát ra một lực lượng khủng bố, trong nháy mắt, vô số kiếm quang tán loạn, Diệp Huyên cả người cả kiếm liên tục lùi mạnh về sau. Một lần lui này là mấy vạn trượng. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, linh hồn lập tức mở đi rất nhiều. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa,
ở cách đó không xa, trong tay ông lão có thêm một thanh trường mâu. Ông lão lúc này cũng là linh hồn, nhưng mà, hơi thở trên người đối phương lại vô cùng lớn mạnh. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn phát hiện, hắn vẫn là đánh giá thấp thiên chi thánh cảnh này rồi. Vốn khi một kiếm của hắn phá nát thân thể đối phương, hắn cho rằng thắng bại đã định, nhưng mà, đối phương cho dù là linh hồn, cũng vô cùng khủng bố. Hắn trừ phi lại chém thêm một nhát kiếm thanh huyên nữa. Đáng tiếc, kiếm thanh huyên phải dưỡng kiếm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Ông lão nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không thể không nói, người thật sự yêu nghiệt. Nói xong, ông ta đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại chỗ. Suy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Diệp Huyên. Ông lão xông tới, Diệp Huyên lập tức cảm nhận thấy một luồng uy áp khủng bố, cái loại cảm giác này giống như là cả vũ trụ tinh không sụp đổ xuống vậy, vô cùng khủng bố. Diệp Huyên từ từ nhắm hai mắt lại, kiếm vực lại xuất hiện. Vô số kiếm ý nhân gian đột nhiên hóa thành vô số đạo kiếm quang nhấn chìm ông lão trong kiếm vực. Mà ông lão vẫn chưa rút lui, trong mắt ông ta hiện lên một tia dữ tợn, tay phải dùng sức. Ông ta lựa chọn cứng rắn đối đầu, cứng rắn phá vỡ. Rất đàn ông, đánh giáp lá cà. Ầm vang. Đột nhiên, kiếm vực nhân gian của Diệp Huyên ầm ầm vỡ tan, hai người đồng thời điên cuồng lùi mạnh về sau. Mà trong quá trình lùi lại này, Diệp Huyên vừa động tâm niệm, kiếm thanh huyên lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất khỏi đây. Xa xa, ông lão cầm thanh trường mâu vung một hồi, từng đạo kiếm quang đều bị ngăn cản, ngay sau đó, tay phải ông ta cầm thanh trường mâu ném mạnh về phía trước. Trường mâu hóa thành hắc quang xé rách mà qua. Diệp Huyên nheo mắt lại, tay trái dùng hai ngón tay dẫn ra, kiếm thanh huyên lập tức hóa thành khiên kiếm thuẫn chắn trước người. Ầm vang. Khiên kiếm thanh huyên cứng rắn chắn trường mâu này, nhưng là, lực lượng lớn mạnh kia vẫn như trước chấn động đến làm hắn lùi xa mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, linh hồn Diệp Huyên lại mờ đi rất nhiều, mà xa xa, ông lão kia cũng như thế. Giờ phút này sắc mặt ông lão vô cùng khó coi. Bởi vì, ông ta thật không ngờ, chính mình thế nhưng không bắt được một người trẻ tuổi trật tự cảnh. Chính mình là thiên chi thánh cảnh cơ mà. Ông lão rất không thể chấp nhận nổi. Xa xa, Diệp Huyên lại càng đánh càng hưng phấn. Sự thật chứng minh, tuy rằng hắn chỉ là trật tự cảnh, nhưng chiến lực của hắn đã không thua kém thiên chi thánh cảnh. Bốn phía, những cường giả thượng tộc giờ phút này đã hoàn toàn ngây người. Bọn họ cũng không thể ngờ, tổ tiên của bọn họ thế nhưng không thể bắt được thiếu niên này, không chỉ không bắt được, ngược lại còn bị đánh mất cả thân thể. Tộc trưởng thượng tộc thượng tính kia, sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, đương nhiên phần nhiều hơn chính là nghĩ mà sợ. Nếu lúc trước Diệp Huyên thực tế chiến đấu dùng một kiếm khủng bố kia với hắn ta tuyệt đối là không có đường sống. Xa xa, Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó hắn mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay đến trong tay hắn, hắn nhìn về phía ông lão ở xa xa, đến lần nữa. Thanh âm vừa dứt, hắn cầm kiếm chỉ thẳng ông lão, trong cơ thể hắn. Vô số kiếm ý nhân gian trào ra. Chiến ý dâng cao, ông lão nhìn thấy một màn này, đột nhiên bước lên trước một bước, ông ta vung tay trái ra sau. Một vòng xoáy tinh không rất lớn xuất hiện ở phía sau ông ta. Trong vòng xoáy tinh không là vũ trụ tinh không vô tận. Diệp Huyên nhìn thấy cảnh này thì cau mày lại. Người này cũng muốn mượn thế. Lúc này, ông lão đột nhiên nói, đến. Trong vòng xoáy tinh không, từng đạo thế khủng bố tựa như sao băng hội tụ về phía ông ta. Nhưng không phải mượn thế, mà là cưỡng ép lấy thế. Là thiên chi thánh cảnh, khi lấy thế của vũ trụ tinh không, không cần đạo môn gật đầu. Diệp Huyên thấy ông lão kia lấy thế, nhăn mày lại, hắn lập tức lấy lệnh bài mà Lâm Viêm cho hắn ra, hắn thúc giục lệnh bài. Yên lặng trong phút chốc. Phía sau hắn cũng đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy tinh không thật lớn. Cùng với sự xuất hiện của vòng xoáy này, vô số thế cũng giống như thủy triều đổ về phía Diệp Huyên. Ông lão nhìn thấy cảnh này, sửng sốt ngươi. Ngươi không phải thiên chi cảnh, vì sao cũng có thể mượn thế? Diệp Huyên lạnh nhạt nói, liên quan quái gì đến ngươi? Ông lão! Lúc này,
hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong tinh không, sau đó nói, ông lão này đang lấy thế, người có thể đóng cửa của ông ta lại không? Đột nhiên, vũ trụ tinh không sau lưng ông lão đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, thông đạo bắt đầu dần dần khép lại. Ông lão nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngẩn người, sau đó giật tím mặt đạo môn. Lúc này, giọng nói của Lâm Viêm chợt vang lên từ trong hư không, làm sao? Ông lão ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hư không, các người đây là ý gì? Lâm Viêm nói, căn cứ theo điều 2200 của đạo Pháp, người tự tiện lấy thế của vũ trụ tinh không, thuộc loại hành vi trái pháp luật, ta có thể đóng thông đạo tinh không, hơn nữa bảo lưu quyền khởi tố đối với ngươi. Sắc mặt ông lão vô cùng khó coi, ngươi là đang nói đùa sao? Nói xong, ông ta giận chỉ Diệp Huyên ở xa xa, hắn không phải là cũng đang lấy thế vũ trụ tinh không? Lâm Viêm trầm lặng một lát sau nói, ta không nhìn thấy. Mọi người, chấm hỏi. Ông lão giận quá hóa cười, ngươi đang nói đùa đấy à? Lâm Viêm nói, mẹ kiếp nhà ngươi. Mọi người hóa đá. Ông lão cũng là xứng người tại chỗ. Cái quái gì? Hắn ta chửi người. Sau khi ông lão phục hồi lại tinh thần, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng khó coi. Ngươi! Ngươi thật là không có tố chất, ngươi! Lúc này, một tiếng cười nhẹ đột nhiên vang lên từ một bên, Thượng Phong tiền bối, ngươi còn chưa nhìn ra sao? Vũ trụ tinh không thần của đạo môn đang sợ vị Diệp công tử này. Nghe vậy, ông lão quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cô gái chậm rãi bước đến. Lý Bán Chi. Lý Bán Chi nhìn thoáng qua Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Nói xong, nàng ta quay đầu nhìn về phía cô gái váy trắng, lần này, mục tiêu của chúng ta là vị cô nương này. Vừa nói dứt lời, 12 hơi thở khủng bố đột nhiên xuất hiện tại đây. 12 vị cường giả thiên chi thánh cảnh. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm vào cô gái váy trắng. 12 vị cường giả thiên chi thánh cảnh, mời cô nương chịu chết. Mời chịu chết. Nói năng đầy khí phách. Lão tổ thượng tộc Thượng Phong bên cạnh sửng sốt, sau đó vui vẻ. Thực ra, sau khi đạo môn thiên vị Diệp Huyên thì ông ta cũng hơi e ngại. Phải biết rằng, đạo môn cũng không phải một thế lực bình thường. Nó tương đương với thế lực phía chính phủ. Hơn nữa, ông ta cũng không biết làm sao với Diệp Huyên kia. Mà giờ, đám Lý Bán Chi xuất hiện đã giảm bớt áp lực cho ông ta. Ông ta tin rằng đạo môn chắc chắn sẽ không vì Diệp Huyên mà làm nhiều người tức giận. Diệp Huyên liếc Lý Bán Chi rồi cười hỏi, Lý Bán Chi cô nương, cô làm gì vậy? Lý Bán Chi cười nói, Diệp công tử, người cần gì phải vờ ngớ ngẩn kia chứ? Hôm nay, chúng ta đến đây với nhiều người như vậy, chắc chắn không phải là để hò hét cổ vũ ngươi rồi, ngươi nói xem đúng không nào? Diệp Huyên cười, ta chỉ là không ngờ cô lại sốt ruột như vậy thôi. Lý Bán Chi chỉ cười, sau đó ngó cô gái váy trắng nói, vị cô nương này bình tĩnh ghê. Cô gái váy trắng lạnh nhạt liếc Lý Bán Chi. Lý Bán Chi bị cô gái váy trắng liếc thì nụ cười trên mặt lại dần lụi tắt. Nàng ta vô cùng quen thuộc cái ánh mắt ấy. Coi rẻ, nàng ta cũng từng nhìn đám dân đen như vậy. Bấy giờ... 9 vị cao thủ thiên chi thánh cảnh bỗng xuất hiện ở hiện trường. 9 người. Lý Bán Chi cau mày, quay đầu lại hỏi, còn 3 người đâu? Lão tổ Lý gia trầm giọng đáp, quá khứ tông và thái sơ tộc không đến. Lý Bán Chi nghe vậy lập tức xa sầm mặt mày. Nàng ta không ngờ hai nhà này lại bỏ chạy giữa chừng vào lúc quan trọng như thế này. Trong lòng Lý Bán Chi chợt có chút lo lắng không yên. Hai nhà kia sẽ không vô duyên vô cớ phản bội, chắc chắn là có lý do nào đó. Lý Bán Chi nghĩ vậy bèn nhìn về phía cô gái váy trắng đằng xa, trầm giọng nói, lão tổ, người có thể cảm nhận được khí tức của nàng không? Lão tổ Lý ra ngó cô gái váy trắng kia, lắc đầu đáp, không thể. Không thể. Lý Bán Chi nghe vậy trong lòng lại nặng trĩu, sau đó nàng ta lại ngó Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Hắn dựa vào cái gì mà không lo lắng? Nơi này có tận 9 vị thiên chi thánh cảnh đó, cộng thêm thượng phong của thượng tộc nữa là 10 người. 10 vị thiên chi thánh cảnh. Hắn dựa vào đâu mà bình tĩnh như vậy?
trong lòng Lý Bán Chi càng ngày càng lo lắng hơn. Lão tổ Lý gia bên cạnh như cảm thấy được sự lo lắng của Lý Bán Chi bèn trầm giọng nói, nhóc con, bình tĩnh. Giờ chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Không còn đường lui. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, dằn nỗi lo âu trong lòng xuống. Nàng ta biết, giờ mình không thể do dự, không thì sẽ ảnh hưởng đến lòng quân. Phải biết rằng lúc này, những thiên chi thánh cảnh bên cạnh đều đang nhìn mình. Thế nên giờ đây, nàng ta cũng không thể sợ. Lý Bán Chi nghĩ đến đây bèn nhìn về phía cô gái váy trắng, trên mặt khôi phục sự thong dong và tự tin như lúc trước nói, cô nương, mời ngươi chịu chết đi. Cô gái váy trắng liếc Lý Bán Chi, không nói gì. Bấy giờ, một ông lão thiên chi thánh cảnh đằng sau Lý Bán Chi bỗng bước ra, cười to nói, ai cũng nói kiếm tu nghiền áp cùng cấp, song ta vẫn chưa gặp kiếm tu cấp bậc thiên chi thánh cảnh bao giờ. Hôm nay, ta muốn nhìn một chút, các ngươi đừng ra tay, để ta thỉnh giáo kiếm của nàng đã. Ông ta nói xong lập tức siết chặt tay phải. Một luồng uy áp khủng bố bỗng bùng nổ ra từ trong cơ thể ông ta. Song lúc này, cô gái váy trắng bỗng giơ tay bổ xuống một kiếm. Vèo. Đầu của ông lão kia thoáng chốc bay ra mấy vạn trượng. Người vẫn đứng nguyên tại chỗ, đầu lại bay. Hiện trường lập tức yên tĩnh. Đến nỗi có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất. Trực tiếp giết. Toàn bộ cao thủ đều ngây ra như phỗng, đầu óc trống rỗng. Một vị thiên chi thánh cảnh thoáng chốc đã bị giết. Lý Bán Chi nhìn cô gái váy trắng kia mà cả người như bị sét đánh, đầu óc chết máy. Dần ra, sắc mặt nàng ta bắt đầu trắng bệch, đôi tay siết chặt tỏ rõ sự lo lắng trong lòng. Nàng ta biết mình đã đánh giá sai thực lực của cô gái váy trắng trước mặt. Sai một cách thái quá. Mà lúc này, sắc mặt của các cao thủ thiên chi thánh cảnh có mặt ở đây cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đây không phải là đánh thắng, mà là trực tiếp giết chết. Trực tiếp giết một vị thiên chi thánh cảnh, đây có nghĩa là gì? Nghĩa là thực lực của đối phương chắc chắn cao hơn hẳn thiên chi thánh cảnh. Xong phim rồi. Giờ đây, lão tổ thượng tộc ở bên cạnh cũng ngơ ngác. Lúc này, ông ta chợt nhớ lại chuyện ban nãy mình còn muốn khiêu chiến người ta. Giờ phút này, Lý Bán Chỉ bỗng hít sâu một hơi, bước lên trước một bước, kính cẩn vái chào nói, tiền bối, đây là một hiểu lầm. Chúng ta. Vèo. Một thanh kiếm bỗng đâm xuyên trán Lý Bán Chi, trực tiếp đóng đinh nàng tại chỗ. Lý Bán Chi chợt im bặt. Cô gái váy trắng liếc Lý Bán Chi nói, ta vẫn thích dáng vẻ ngông cuồng của ngươi hơn, tiếp tục giữ vững đi, tuyệt đối đừng sợ. Lý Bán Chi. Cô gái váy trắng lại ngó đám thiên chi thánh cảnh trong sân nói, chẳng phải mời ta chịu chết sao? Nào, sắc mặt mọi người lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bấy giờ, một người đàn ông trung niên bỗng gằn giọng nói, sợ cái mông. Nàng có mạnh cũng chỉ là một người, chúng ta có 9 thiên chi thánh cảnh, mọi người cùng lên hết đi. Ông ta nói xong trực tiếp lắc mình, xông thẳng đến chỗ cô gái váy trắng. Ngay khi những người còn lại định ra tay thì đầu của người đàn ông trung niên kia bỗng bay ra ngoài cả mấy vạn trượng. Lần này là đầu bay, hồn đuổi theo sau. Hiện trường, mọi người vốn định ra tay mặt mày lập tức cứng đờ. Này còn đánh cái méo gì nữa? Lý Bán Chỉ bị đóng đinh tại chỗ mặt mày trắng bệch, giờ nàng ta không những thấy được kết cục của mình, mà còn đoán được kết cục của Lý gia. Xong rồi. Mọi thứ chấm hết rồi. Lúc này, một ông lão thiên chi thánh cảnh chợt xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hắn biến sắc, nghĩ rằng đối phương muốn giết mình, nhưng ông ta lại bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt. Mọi người cũng ngẩn ra. Ông lão khóc lóc, Diệp Thiếu, ta bị tiền tài che mở mắt, bị Lý gia lừa gạt. Diệp Thiếu, ta nghe nói cậu là một người đọc sách. Thánh nhân thường nói, người không phải thánh nhân, ai mà chưa từng mắc sai lầm. Diệp Thiếu ơi, cậu có thể cho ta một cơ hội để tự sửa sai không? Từ nay về sau, ta bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu. Ta dập đầu cho cậu vài cái trước nhé. Ông ta nói xong lập tức dập đầu. Mọi người. Diệp Huyên cũng cạn lời. Cái này làm hắn cũng thấy hơi ngại ngùng. Đúng lúc này, đằng xa bỗng có một ông lão áo đen bước ra, tức giận chửi, thật đáng xấu hổ. Đúng là mất mặt mà.
Ông ta chửi xong chỉ vào ông lão đang quỳ trước mặt Diệp Huyên quát, lão Tần, Tần gia dù gì cũng là một gia tộc lớn, ông làm vậy không sợ truyền gia sẽ trở thành trò cười cho người đời sao? Ông đúng là chẳng có tí khí phách gì cả. Lão phu khinh bỉ ông, khinh bỉ ông. Một đám thiên chi thánh cảnh bên cạnh ông ta cũng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Là một thiên chi thánh cảnh thế mà lại chẳng có tí khí khái nào, đúng là mất mặt. Lão Tần lại làm lơ mọi người, vì ông ta biết nếu hôm nay mà chết thì mặt mũi gì đó đều là mây bay. Còn về việc mất mặt, trực giác nói cho ông ta biết, sau hôm nay, e rằng bên ngoài sẽ không ai biết rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, vị đại lão váy trắng này cũng không định thả mọi người đi. Bấy giờ, Diệp Huyên chợt cười nói, đứng lên đi. Lão Tần nghe vậy ngây người, sau đó mới run rẩy nói, Diệp thiếu. Diệp Huyên cười bảo, tiền bối chính là thiên chi thánh cảnh, cứ thế đi theo ta có phải quá lãng phí không? Lão Tần vội vàng nói, không, được đi theo Diệp thiếu là vinh hạnh của ta, câu này không phải nịnh mà là lời nói thật lòng của ta. Diệp Huyên cạn lời. Mà bên kia, một đám cao thủ lại lộ ra vẻ coi thường. Lúc này, Diệp Huyên lại bảo, tiền bối đứng lên đi. Lão Tần chần chờ, đứng dậy bước đến bên cạnh Diệp Huyên rồi lén lút ngó cô gái váy trắng, thấy đối phương không định giết mình mới thở phào nhẹ nhõm. Bên kia, ông lão áo đen vừa nổi giận chửi lão Tần đang định nói gì thì bấy giờ cô gái váy trắng chợt vung tay lên. Một thanh kiếm thoáng chốc xuyên thủng trán ông ta, cơ thể ông lão áo đen lập tức cứng đờ. Cô gái váy trắng liếc ông ta, người thích nói nhiều đúng không? Ông lão áo đen. Sau đó, nàng quay đầu liếc đám cao thủ thiên chi thánh cảnh còn lại, một người trong số đó chợt trầm giọng nói, các hạ, cô muốn giết hết thiên chi thánh cảnh thật sao? Cô có biết gần như toàn bộ thiên chi thánh cảnh của vũ trụ này đều đang ở đây không? Nếu chúng ta chết, vậy nền văn minh võ đạo của nơi này cũng sẽ suy sụp. Đây chính là... Ông ta còn chưa nói xong đã có một thanh kiếm đâm xuyên qua cổ họng. Vẻ mặt mọi người lập tức cứng đờ. Cô gái váy trắng lạnh lùng ngó ông ta, không biết ăn nói cũng câm luôn đi. Nàng vừa nói xong, ngước ngón tay một cái, thoáng chốc ông ta đã bị xóa sổ. Những thiên chi thánh cảnh còn lại sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Giết cao thủ thiên chi thánh cảnh mà y như chặt củ cải. Mẹ nó đúng là thái quá mà. Khi nào thì cao thủ thiên chi thánh cảnh lại yếu như vậy? Bên kia, lão Tần lại im thin thít. Giờ phút này, tâm trạng của ông ta và đám thiên chi thánh cảnh đối diện hoàn toàn không giống nhau. Sau khi cô gái váy trắng giết chết ông lão áo đen chỉ trong một kiếm bèn nhìn về phía đám thiên chi thánh cảnh còn lại. Đám người kia thấy vậy thì đều biến sắc, còn hai người lập tức xông thẳng về phía nàng. Theo họ, cùng với ngồi chờ chết, không bằng cố gắng một phen. Liều mạng xông lên, biết đâu sẽ có cơ hội thì sao? Xong, hai người vừa lao ra đã bị một luồng kiếm quang chém ngang qua cổ. Vèo, vèo. Đầu cả hai thoáng chốc bay ra ngoài. Lập tức giết chết. Những cao thủ thiên chi thánh cảnh còn lại thấy vậy, sắc mặt bỗng chốc như cho tàn. Tuyệt vọng. Lúc này, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Người phụ nữ kia thật sự quá khủng bố. Giờ đây, họ đã chẳng còn một chút suy nghĩ chống cự nào. Lúc này, cô gái váy trắng lại chém ra một kiếm. Vèo. Thoáng chốc, đầu của đám thiên chi thánh cảnh còn lại đều bay ra ngoài. Máu phun như suối, máu tanh đến cùng cực. Bấy giờ, cô gái váy trắng mới chậm rãi đi tới trước mặt Lý Bán Chi, nhìn thẳng vào nàng ta nói, mời ta chịu chết. Ngươi có biết mình là thứ gì không vậy? Lý Bán Chi im lặng nhìn cô gái váy trắng trước mặt. Chuyện đã đến nước này, còn có thể nói gì nữa? Thực lực của người phụ nữ này đã bỏ xa thiên chi thánh cảnh. Nói cách khác, đối phương đã vượt qua tầm hiểu biết của nàng ta. Đối mặt với cao thủ như vậy, nàng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Đến bây giờ, nàng ta mới phát hiện mọi toan tính cũng là mây bay khi đứng trước những cao thủ đỉnh cấp. Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên đằng xa hỏi, Diệp công tử, có thể bỏ qua cho tộc ta không? Diệp Huyên hỏi ngược lại, nếu ta thua, cô có bỏ qua cho người nhà ta không? Lý Bán Chi im lặng. Diệp Huyên cười hỏi, chắc chắn sẽ không, đúng chứ?
Lý Bán Chi gật đầu, Diệp công tử, sản nghiệp của Lý gia là thương hội Trường Sinh, người có thể cử người đến quản lý. Chúng ta đã có hệ thống buôn bán trọn vẹn, nếu kết hợp với cách kinh doanh của Tần Quan cô nương, chắc chắn sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn nữa. Diệp Huyên gật đầu, ta biết rồi. Bán Chi cô nương cứ yên tâm ra đi. Lý Bán Chi mỉm cười, không chờ Thanh Nhi ra tay đã trực tiếp thiêu đốt linh hồn. Cô gái váy trắng xoay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, nhìn hắn nói, nơi này quá yếu, có muốn ta đưa huynh đến chỗ khác không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không không, ta muốn từ từ rồi đến. Hắn không muốn lại đi làm gà con. Thanh Nhi khẽ gật đầu, được rồi. Diệp Huyên cười hỏi, phải đi luôn hả? Thanh Nhi gật, ta chờ huynh ở phía trước. Nàng nói xong bèn hóa thành một luồng kiếm quang biến mất. Thanh Nhi đi rồi, tông chủ quá khứ tông, Khương Thái U và Thái Sơ chăn trốn trong tối mới thở phào một hơi. Người phụ nữ kia quá nguy hiểm, thực lực đó quả thật là nghịch thiên. Ngay cả thiên chi thánh cảnh cũng có thể trực tiếp giết chết. Cuối cùng cũng đi. Thái Sơ chăn như nghĩ đến gì đó chợt cong môi. Lần này, những thế lực trong vũ trụ hiện hữu đã bị giết mất 9 phần. Không có thiên chi thánh cảnh thì những thế lực kia sẽ trở thành miếng thịt trong miệng của Thái Sơ tộc và quá khứ tông. Đằng xa, Diệp Huyên ngó linh hồn Lý Bán Chi vẫn đang thiêu đốt, búng ngón tay một cái, kiếm Thanh Huyên lập tức đâm vào trong cơ thể nàng ta. Linh hồn đang thiêu đốt của Lý Bán Chi thoáng chốc bị kiếm Thanh Huyên chấn áp. Thái Sơ chăn trong tối thấy cảnh đó thì cau mày. Diệp Huyên nhìn Lý Bán Chi đang lộ ra vẻ khó hiểu, cười nói, Bán Chi cô nương, ta nghĩ cô vẫn nên sống thì tốt hơn. Cô thông minh như vậy, chắc cũng hiểu được tại sao ta để cô sống đúng không? Lý Bán Chi nhìn Diệp Huyên, tiếp nhận Lý tộc, đối phó quá khứ tông và Thái Sơ tộc. Nàng ta biết mình mà chết, Diệp Huyên muốn quản lý Lý tộc thì sẽ rất rắc rối vì sản nghiệp của Lý gia rất lớn. Một khi, nàng ta chết ở đây. Những người phụ trách các thương hội bên dưới chắc chắn sẽ bỏ trốn. Lúc ấy, Lý gia cũng xem như giải tán. Song một Lý Bán Chi còn sống có thể tránh cho tình huống ấy xuất hiện. Nguyên nhân thứ hai chính là Lý Bán Chi có thể ghìm chân Thái Sơ tộc và quá khứ tông. Diệp Huyên nghe thấy câu trả lời của Lý Bán Chi thì gật đầu bảo, Bán Chi cô nương, ta sẽ để cô quản lý thương hội Lý gia. Đến lúc đó, mong cô phối hợp, không có vấn đề gì chứ. Lý Bán Chi gật đầu, không thành vấn đề. Diệp Huyên cười rồi sau đó xoay người rời đi. Lý Bán Chi ngó bóng lưng đi xa của Diệp Huyên, rồi xoay người nhìn Thái Sơ chăn bên kia, chăn tử cô nương, hình như làm cô thất vọng rồi. Thái Sơ chăn mỉm cười, ta thất vọng gì chứ? Lý Bán Chi liếc Thái Sơ chăn, trong vũ trụ hiện hữu có 10 thế lực siêu cấp, mà giờ chỉ Lý gia ta, Thái Sơ tộc cô và quá khứ tông. Ta biết. Chăn tử cô nương chắc chắn muốn đi hôi của. Nàng ta nói xong bèn cười, ngại quá, những thế lực còn lại đều là của vũ trụ quan huyên, quá khứ tông và Thái Sơ tộc cũng đừng hòng đụng vào. Lý Bán Chi vừa dứt lời đã xoay người rời đi. Thái Sơ chăn nghe vậy, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất. Lý Bán Chi khác với Diệp Huyên, nàng ta biết rõ các thế lực ấy như lòng bàn tay. Nói cách khác. Thái Sơ chăn muốn đi hôi của là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Thái Sơ chăn nhìn Lý Bán Chi đi xa, cười nói, chúc mừng Bán Chi, sau hôm nay, Lý tộc sẽ trở thành kẻ phụ thuộc vào thư viện quan huyên. Một gia tộc mất đi chủ quyền. Ha ha! Lý Bán Chi ngừng lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 244.